Đây, bây giờ vòng ai đoán là thằng Vũ nặng cân hơn thì đứng sang bên này. Đây, ai đoán ông Hải nặng cân hơn thì đứng sang bên này. Đây. Okay. Thế bây giờ nha là 10 lon. 10 lon bia, bên nào thua thì đổ ra uống. Hơi chín chục rồi, hơi chín tí rồi. Bỏ chân lên. Ngang cho Vũ luôn không? Rồi em nghĩ là chắc hai đây. Ngang luôn rồi. Anh Hải với Vũ chắc về ký luôn á. Rồi xong, quê luôn hả? Quê luôn. Mời em nha. Nó cứ ngập vô. Ngon lắm, anh cứ thử đi. Nó đa hơn nhà mình đi ăn kiểu sashimi ở nhà hàng Nhật. Ở đây là miếng to luôn. Nhưng mà đặc biệt nó có tay sashimi thì nó là ngon cái gì. Đấy. Là nhìn qua xuống đi môi lên cá luôn. Hi, xin chào các bạn. Chào anh em nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại nhà của em Sơn Giờ Vê Long. Là cái hành trình lần này mà anh em mình xuyên Việt mà từ trong Nam trở về Bắc các bạn ạ, là đi qua rất nhiều anh em, đặc biệt là nhà anh em nào cũng có nhà mới. Đầu tiên là nhà Diễm này, sau nhà của em Cú Đấm Thép này, bây giờ ra nhà em Hiền. Đấy. Nhưng mà anh đây giới thiệu với cả Hiền, đây là anh Mách. Dạ em biết, anh biết rồi em. Lực sĩ kiêm nhà vô địch thế giới, và vô địch thế giới 6 lần, 8 lần châu Á và SEA Games thì không đến em, rồi. Em cũng biết rồi. Okay. Có chuyến đi sang Việt như thế này thì mới biết được Sơn, rất vui gặp Sơn. Anh Hải nổi tiếng. Em tên là Hiển. Em tên Hiển. Team là team Sơn The Vlog, nhưng mà gọi là em tên là Hiển. Em có thể giới thiệu qua về cái cây này được không? Vì anh thấy cây này là anh nghĩ là mang về trước cửa nhà Sapa TV làm lắm. Và đây Toàn ơi. Cái cây em bèo bèo mà. Cái này đến tiền tỷ không em? Không, cái cây này hồi em mua có 150 triệu à. Nhưng mà cây đây rất là nhiều người tới hỏi mà chưa ai mua được ông chủ nhà đó. Mà em tới hỏi là mua được. Cây này người ta chủ nhà không có bán. Cây này khoảng niên cây này, cây này thì tầm có ba mấy năm thôi nè. Nhưng mà cây này nó có tiểu sử là em gọi là cây mai cóc. Anh đứng camera bên này mới thấy cái đầu cóc của nó này. Mai cóc à? Tại vì cái đế nó giống như con cóc. Anh ngồi góc này, đứng bên này góc này mới thấy này camera. Camera bên này quay qua. Nó là đế nhân cóc. Đế này cũ này cũng là cũ 90 nha anh. Wow. Hoành nó 90. Mà nó là hồi xưa là ông kia ông tặng nhà mới ông chủ nhà. Tặng nhà mới ông chủ nhà. Cái cây chút xíu có nửa cổ tay à. Ở trong bông chậu nhỏ nhỏ. Đây phải đứng ở góc này mới thấy con cóc này. Đấy. Cóc có thìm thừ luôn mà. Ba chân luôn mà. Ba chân luôn nè. Ba chân. Đấy. Rồi sau này ông chủ nhà không biết chơi mai, cứ trồng vậy thôi, tự nhiên cái cây nó to, cái nó nổ cái chậu ra luôn. Là ông thay cái chậu lớn tới giờ luôn, là cây này thuần chậu trong chậu. Không có cây mai nào mà ở trong chậu tự nhiên mà nó to được như vậy. Quá hay. Đặc biệt nha. Nhà nó đặc biệt vậy. Nhưng mà cây này bây giờ là giá trị nó khoảng bao tiền em? Nếu mà cái cây em đã chơi hình như là em không bán rồi. Mà nó mà không bán thì nó là gọi là vô giá. Em còn một cây nữa, em còn một cây ở trên nhà nữa. Để nhà qua nè, thế cái cây này phải để đây nó mới chuẩn là con cóc này. Em đem rồi, đây mục đích vậy mà. Nhưng mà sao có cây rau dền to đấy? Cái đây tự nhiên luôn anh. Do em chưa tới ngày mà nhổ được, tại vì chơi mai phải tới ngày tháng mới nhổ nó đây được anh. Qua Tết anh mới cho nó vô được, nó mới tốt cái cây được. Rồi em còn dời một cây đại lão mai 100 năm gì nữa. Cây đây cũng là độc nhất luôn, em chơi cây độc nhất. Nhưng mà tí mà cho anh đi xem thì được. Ở nhà em bên kia, nếu có rảnh thì anh em mình sẽ đi. Đi lên đấy sao? Cũng tầm 4-5 km. Nên tí đi ô tô đi. Dạ nếu được thì anh em mình đi. Toàn những đi được. Nhưng mà mời mọi người vào trong tham quan ngôi nhà của em. Nhưng mà trước khi vào chơi thì ngôi nhà này là tổng diện tích xây dựng là bao nhiêu nhỉ? Em mặt sàn là 250 m² anh. Thế này bằng nhà anh đấy. Rồi. Mà xây hết bao lâu rồi xong? Em xây 6 tháng. 6 dạ. tháng. Ở trong này rất là đặc biệt nhá. Khi mà ở tiền sảnh ấy là phía bên này này, chỗ sang trọng nhất thì là chỗ nơi kiểu thờ cúng này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Em là thờ chú ấy, thờ Phật. Em là thờ Phật đúng không? Nhưng mà vẫn ăn thịt chó nha. Tuyệt vời, nhà đẹp quá. Ê Vũ béo. Vũ lạc đặt nấu ăn. Lạc đặt. Vũ đang đi đầu bếp à? Lạc đặt kịp giờ. Khỏe chứ? Lạc đặt kịp giờ đấy anh à. Ra đây tí anh em gặp nhau. Đang lạc đặt anh em lạc đặt để nấu. Đấy anh em thấy không? Nhà cửa phía trong cực kỳ là đẹp luôn, khang trang, sạch sẽ. Phải nói là hả? Cái phong cách nhà này thật sự là rất là ấn tượng, rất thoáng. Dạ, em chơi kiểu đơn giản. Phong thủy luôn nghe, cá kiển các kiểu nè. Con cá này màu vàng lại có màu đỏ nhờ. Con cá đấy là sự tích giống như ông lão đánh cá và con cá vàng đấy anh à. Thế em có thể ngồi chia sẻ cái sự tích của nó được không? Em thì không rành, nhưng mà vợ em chơi gì thì em nuôi cái này thôi. Tại vì cái này là hồi em lên nhà là em không nghĩ em làm hồ cá. Nhưng mà vợ em tuyển con cá kia là con cá vàng đó. Là
bình thường người ta có thể là người ta mua đâu có tầm 100-200 ngàn thôi. Nhưng mà tự nhiên là vợ em mua 5,5 triệu mà em không biết. Là chừng sau hỏi, chừng sau em đem con cá này em cho người ta rồi á, là vợ mới nói là mua 5,5 triệu con cá này. Trời ơi. Là con cá này ở ra ngoài sông á, ngoài sông hay ngoài hồ gì to lắm, mà ông kia ông cầm cái chài ông canh 4-5 ngày mới bắt được con cá này. Rồi xong ông đăng lên mạng ông bán. Ông bán sao cái tình cờ vợ em nó mua được con cá này. Rồi xong rồi cái thấy tụi em làm YouTube rồi ngon ngon đấy. Cái người ta đồn kêu em bán con cá này mấy trăm triệu. Qua xin thêm tiền nữa. Nhưng mà em không biết, sau này vợ mới nói. Xong rồi em làm nhà mới này. Là em chuyển nhà đi thì em không có nuôi cá nữa. Em đem cho ông kia luôn. Vợ phải lên nhà lấy con cá về. Lấy đi xin lại về. Rồi xong rồi lấy con cá về thì bỏ trong cái xô nhỏ xíu nha. Vợ em, vợ em kia. Thế à. Em ra đây em kể cho anh sự tích cực của con cá này xem nào. Nhưng mà chồng không biết giá trị con cá đúng không? Thế mang đi cho luôn. Em đem về nhà em bỏ một cái thùng này nè. Nó tức cái sao nó bay ra ngoài luôn. Con của em mới có 3 tuổi à. Nó thấy kiểu ba cá nhảy ra ngoài là em bỏ vô trong là con này cũng xong phim rồi đó. Thế là con cá chép vàng thì rất là nhiều. Nhưng mà con này là ánh vàng kiểu như này đúng là vàng cực đẹp luôn á. Ông lão đánh cá con cá vàng. Con này nó đang trụ màu đỏ. Mình là người mà rất thích cá nên mọi người ra nhà thấy cái bể cá của Hải rồi đấy. Phải nói là nếu mà có bộ sưu tập mình giá như con này nữa. Ôi trời. Đây cái dĩa vậy, cái dĩa. Cái dĩa nó nhiều màu thế à? Cái dĩa nó có mấy màu vậy thôi. Nó không gì. Nhưng mà cá này nó nuôi cũng khó. Người ta gọi là nữ hoàng cá vậy. Nó khó nuôi. Nó phải có lò sưởi kìa, nó phải có lò. Lò sưởi bên kia đúng không? Mình ngủ không có lò sưởi mà nó. Cây này là cây này còn sống hay sao đúng không? Không, cây này là cây lúa nè, cây lúa này. Lúa. Cây lúa này là nó từ những gốc cây mà nó đã bị mối nó ăn nó rồi, còn cái lõi không à. Rồi. Người ta mới ngâm vậy chứ không phải mày lấy cây bất kỳ vậy là cá nó chết đó. Nó để nhọn kia sợ cá nó va. Dạ không sao, cá nó né được chị không sao. Dạ. Trường hợp nó hỏng mạnh lắm rồi nó mới bay ra. Nhưng mà phải nói con cá này màu vàng nó ánh lên. Con này giống như là đúng là con cá vàng của ông lão đánh cá luôn. Thì em chỉ nuôi một mình cá thôi mà. Mấy anh con cá này phụ thôi. Mấy con cá này anh nghĩ là mày nên em sợ nó buồn, em sợ nó buồn. Không, phải để một mình con cá kia ở đây nó mới chất. Em không chịu, em thích mà em nấu hoài, em cầm rồi hoài luôn á. Thế à? Cầm rồi hoài luôn kêu cá nhưng mà, mà. Nhưng mà em kể xem là cái lúc mà thằng Hiển nó mang con cá này đi cho người ta rồi thì lúc đấy em trời kiểu... em nghe em buồn tất luôn á. Thế à? em bà đó bà không chịu trả lại, bà nói cá bị bệnh rồi này kia, bà không trả, bà kêu để nuôi từ từ trả, em kêu không chịu, em lên bắt thì phải 1-2 lên bắt gì. Mà tại lúc đầu sao mà em thấy con cá bé như thế nó không có gì đặc biệt mà sao em mua tới 5 triệu. Em ấn tượng tại vì nhưng mà sao em lại khai man chồng là mua có mấy trăm mấy chục nó chẳng cho đi. Ý là em nói lá em kêu mua 500 ngàn mà thật sự là em mua 5,5 triệu. Bà đó bà cho lại 100 ngàn. Rồi bà lúc đầu là bà nói là bà nói là người ta trả 5 triệu mà thật sự là nghe nói là có 2-3 triệu gì đó nè, mà em không biết, em kêu thâu thêm 500 ngàn nữa thì em kêu trả 5,5 triệu. Rồi ông đó ông đi ra đầm ra cái gì á, ra bì hồ rồi đó, rồi ông chài ông dí ông bắt á, mà trong khi thật sự lúc trước đó nó màu ánh kim luôn mà nó rờ rất là mạnh nha. Cầm nó mạnh lắm, nó sống mà nó tung mà thấy thương lắm. Em mới về nuôi 2-3 ngày anh Hiển kêu chết, để đấy chết. Xong rồi cầm về hồ nhà ảnh, em hứa là em hứa trong tâm em nè, kêu sau này là em có nhà em sẽ chuyển về. Xong rồi nghi cái đồng nó tự nhiên sắp đi cho người ta. Em giật mình luôn, xong rồi em phải lên em đáy lại. Thôi chuyển sự tích con cá này, con cá này sự tích bây giờ. Thế là chính đỏ con cá này ở với vợ chồng em lần này là rất là có duyên. Đúng thôi, cố gắng là phải giữ lấy nó. Nó có duyên đấy chứ. Nó là cái nếu mà nói về phong thủy như thế là nó cực kỳ có duyên đấy. Dạ đúng rồi. Vì rất nhiều cho lại nhảy ra ngoài như nó bất thường đấy, cá thần đấy. Tuyệt vời đấy, cố gắng giữ nó nhá. Dạ ok anh ấy tí nữa quay ra quay vào mà không thấy là mày cứ đi tìm nhanh. Đấy cái dừa lại có vợ em nữa đấy. Nói đến diễm, nói đến dừa này mà chờ lấy cụ hũ dừa mày chờ đấy, cụ hũ dừa còn mùa quýt nhá. Nhưng mà chị thích chơi cái này không nào, để em sẽ em biết chỗ bán họ làm theo kiểu trồng trong nước này, nhưng mà chưng tới có trái cây vậy thì canh luôn vậy, lấy có trái cây mang chị ăn trái cây nè. Cái bầy nhà chị đẹp đó nào, gửi chị bầy cây để tết này năm con gì thì nó tặng mọi người một cái chậu kiểu hình của con đó. Họ làm năm rồi em quay ấy, đẹp lắm. Quá hay. Diễm thấy cái dừa là kêu mai mốt lớn làm cụ hũ thôi. Dừa mà nhìn đến Diễm thì chắc là hốt luôn. Đây, ôi à, rồi chơi cả ấm trà từ xa cả. Khen đây nhỉ. Sau khi mà Xuân Dược với lớp team đi Tây Bắc về phát là thay đổi hết. Chơi cả cá rồi, chơi cả trà các kiểu. Ở đây là bình trà. Ở đây trà Phủ Nhĩ đây. Ở đây có sao anh chú Hải ký tên ở phía sau á.
À. Chú Hai bánh cưới phía sau luôn đó. À. Làm câu thơ luôn đấy. À, tuyệt vời. Anh em ngồi đi làm gì á? Đợt trước anh Hải vô nhà em thì chưa có ghế nè. Bây giờ có ghế rồi nè. À. Nhớ không? Đợt trước anh em mình chưa có cái ghế. Nên nhớ mà đi chơi là chưa ghế. Ê, nào quả chua đấy. Mà đây là chỉ có anh chị thôi ạ. À? Ờ, có hai anh chị với hai đứa con nhỏ, một đứa lớn 4 tuổi, một đứa thì 1 tuổi rưỡi. Nhưng mà anh em tới chơi đông cho nên cho hai con về phía ngoài giữ. Chứ mấy nhỏ nó hay lì. Em thích cái thiết kế kiểu nhà như thế này nó thoáng. Em thì làm đơn giản, kiểu đơn giản, kiểu quê mà. Dạ. Chứ em làm này hoàn thiện hết mấy tỷ nhỉ? Em nếu làm đây thì hoàn thiện hết bên này thôi, không tính bên kia. Bên này hết thì cứng là 3 tỷ anh à, cứng 3 tỷ. Cả xây cả nội thất á? Dạ, cứng hết, cả hết luôn. Dạ, bên này thôi. Cứng ngắt 3 tỷ luôn á. Ừ. Wow. Xe hơn 3 tỷ một xíu. Nội thất chưa? Tính hết luôn anh à. Dạ. Chị ngồi chơi à? Chị ngồi kể, ngồi chơi thôi, kể tiếp chị mới đáp. Em là em mua cái gì là em ghi hết. Em mua gì là em ghi em sổ hết. Còn một con nữa. Đâu? Dạ. Chị hỏi anh Hải anh lấy. Ý là em có hai con như thế á? Nữa. À còn chim nữa là con thủy. Con chim quý có một con này nuôi chưa xong. Đâu, con chim đâu? Ngày hôm qua nó bay đi nữa. Con bạc anh. Con chim bạc. Con à? Nhà anh cũng nuôi một con chim. Mà nuôi ba mấy năm con này chỉ biết nó trọi thôi chứ không biết hót. Nó kiểu cú cú cú. Con này nó trọi đúng mà mỗi lần nó đi trọi là ra người. À mà nó chim em mới nhớ nè. Bữa rồi trên cái cây rừng nhà em có một ổ chim cu, nó làm ổ, nó để một con hai con đó. Rồi xong rồi nó nở rồi ngang, còn là chim mẹ nó hình như nó chặt quá, nó ra dây điện nó đu để nó cho con nó ở. Ai ngờ nó gặp ná thủ á, ná thủ hình như lụm nó mất tiêu. Là bữa sau em thấy con chim rồi, chim con rồi, em tưởng nó lớn rồi, nó gì rồi lên, ai ngờ nó chết đói mất. Là con ná thủ bắn mất con chim mẹ chết. Là chim con nằm trên cây chết luôn. Mà con chim con cũng lớn có lông hết rồi, tội nó. Nha. Cho nên là ná thủ nguy hiểm quá. Tội nó đấy. Chứ con chim con là chim mẹ là bao nhiêu gia đình của nó là còn mấy người đây. Tụi mày cung cấp thức ăn không? Đúng rồi, tội nó ra thấy tội nó. Hả? Anh em mình sang bên kia để xem nào. Rồi anh em mình qua này đây. Hỗ trợ mọi người. Xíu anh Hải có lên nhà em không? Có, nhà Toàn đâu? Thì nhà em là nhà của ba mẹ anh Hiển này. Toàn đi, đi luôn. Toàn em ruột của em. Nhưng mà đồ ăn đây được không nhỉ? Cứ qua đây mình coi thử. Thôi chưa được. Tầm gần tiếng nữa là có đồ ăn lên đây mà xuống là vừa. À, dạ bác. Anh em mình đi. Dạ. Lên xem cây mai anh nào. Ok anh. Tí nữa anh em mình sẽ phi lên nhà bố mẹ của anh em Sơn Tử Vế Đốc nha. Ok. Em cũng trong anh Hải về ghế tụi em chơi lâu lâu cho khoái. À. Lần này tiện đi qua đây để mà chơi với anh em. Không, cứ đi là cứ ghế tụi em, lũ em là dễ lắm, cứ alo là tụi em có liền à. Anh Hải làm nhà mà anh Hải được đây ở nhà thì cũng ít phải không? Đấy, anh em mình đi suốt à. Ừ. Coi bùng anh cẩn thận bùng. Coi bùng anh ơi, qua này. Đây là bùng nè, qua này anh Hải, coi dính bùng. Anh Hải hồi giờ anh ăn ếch rừng chưa? Chưa. Ếch rừng. Mấy có à? Còn quế đấy. Ếch rừng. Còn quế. Em đang trồng hàng cau nè anh Hải ơi. Mai mốt mà nó lớn lên nó mới đẹp. Đúng rồi, hàng cau tuyệt vời đấy. Này. Dạ chưa chị. À chuối này em chưa mua được. À, chủ nhà bán giá cao em chưa mua được. Với lại mình cũng chưa có nhu cầu chị à. Em làm nhà xong cái em cũng còn nợ cho nên chưa có tiền mua. Đây là của em bên này. Hở mới hàng chuối thôi. Hở hàng chuối. Dạ. Hàng chuối là mấy mét? À 6 mét, này 6 mét. 6 mét thì múc thôi. Ta không bán. Ngang 6 mét bao nhiêu đây người ta đòi 800 triệu anh à. Đắt múc luôn. Mặc lắm, tụi em ở quê đâu có tiền nhiều. À. Em còn nợ nhà còn nợ mà. À, đây, con chim ở cái cây đây nè. Chào anh em nha. Ôi nhà em này có cây lục vừng nè. À camera quay cái này một xíu nè, cái này. Cái này là xíu nữa em nói sau. À. Cái căn bí mật. Từ từ. Bí mật rồi. Cái cân lợn à? Không phải đâu, Căn này là căn lúa, bị hợp. Ếch rừng này. Ôi. Ếch rừng. Ui. Cái loại này mới ngon này. Chào anh em nhé. Con này là mới bắt đầu hôm luôn. Ếch rừng anh hàng chuẩn luôn. Để em giới thiệu sơ cho anh Hải này. Cái cua hôm nay mình bắt đâu ta? Hôm tụi em đi bắt cua. Đang nấu bún riêu cua. Riêu cua tụi em là riêu cua kiểu truyền thống, là riêu cua mặn á, kiểu bề hôm. Thứ nhất. Còn cá này là ở biển Lộ Diêu, là cái khu hồi nãy anh đi đẹp đẹp, cái đèo đẹp đẹp á, là mới bắt hồi sáng vô luôn, là em chờ. Nếu không có cũng thua. Đấy là chim từ cả nước là hên xui. May có cá này, cá bì. Đây cá lưỡi trâu nè. Cá hố còn nhiều ở dưới này, cá tươi cực kỳ tươi nha. Cá lưỡi trâu. Còn đây là em biết anh tới cho nên hồi em dặn người ta bắt trong đêm luôn. Này, đem về xuống cho em. Con cái loại này ngon lắm anh biết. Nhưng mà cái này làm món gì? Nướng anh. Nướng cái này ăn toàn làm ngon lắm.
Tí nữa làm một ít ngọt chấm chéo. Dạ. Ok. Ra, đúng rồi, bóp chấm nướng. Okay. Chấm hết luôn. Biết Diễm với thích ăn cá ngừ wasabi này có làm một phần. Em chỉ tiếc cái là em không mua được con cá ngừ thôi, tại bữa nay là 20 mấy âm rồi ta. 25 âm lần, 24 âm lần rồi. Là ghi hết rồi. Em mới mua bộ tam da của Tamao rồi. Bộ da Tamao đâu nha? À có nghĩa là dao này là dao để ở ngoài nên là mua cái bộ dao Tamao. Tamao rồi. Uy tín luôn, anh em Tamao TV bảo cao đỉnh lắm nha. Uy tín đấy nha. Chưa thấy mắm mực ở đâu anh. À mắm mực cầm giùm anh với em. Một mớ anh kia. Anh em đấy. Đây nói vậy á, cua ghẹ đây. Đây là tất cả là biển. Nhưng mà ở Bình Định em nghe, chỉ có cái dọc duyên hải khu em là biển Lầu Diêu là con cá ăn ngon nhất. Tại vì con cá này ăn cực kỳ ngon. Ôi, chỉ có cá biển em ăn mới ngon thôi nha. Ngon cực kỳ chứ không phải là chỗ khác vẫn ngon, nhưng mà cái bãi bãi lài của nó như thế nào không biết. Con cá ngon lắm, tiền nó cao. Nguồn nước ấy. Dạ. Thế còn con đang làm gọi sashimi gì đây? À đây là cá rô phi đúng không? Rô phi bằng nước sang hai, nước cá rô phi đây nước lợ chứ không phải là nước ngọt. Hồi hôm tụi em trời mưa, lũ em 4-5 anh em trên chiếc thúng đi thả lưới anh. Ôi. Đây. Cái quả này với uy tín này, quả rau này. Đấy. Dạ. Ok. Rau tươi. Được đấy. Rồi tụi em sẽ thêm gỏi cá trích nữa nè, gỏi cá trích với lại gỏi cá cơm nữa. Cá hố em có làm gỏi không Vũ? Thời gian không kịp, tụi em không làm gỏi cá hố kịp để anh ăn phân biệt. Gỏi nó ngon vậy. À đây, giới thiệu với anh em phim trường. Thấy phụ nữ nấu ăn mấy nhà thì anh em. Tụi em hết, căng thẳng bụng, Ở đây phụ nữ sướng như kiểu nữ hoàng ấy. Đây là phụ nữ nào mà muốn sướng như nữ hoàng cứ đến với xin sân thượng vlog. Nhất là em Toàn nhá. Toàn đang vườn không nhà trống. Xin chấm chị ăn, chị sẽ biết nha. Xin chấm. Rồi. Không cần giới thiệu, xin ăn chị thấy ngon hay dở chị sẽ tự biết. Đấy. Ok. Lâu hôm trước em gửi cho anh chị đúng rồi. Một ít đúng rồi. Rất là anh chị là làm phim nhà trường. Đất luôn hả? Dạ. Bằng đất. Nhà đất này nhà đất mới, còn nhà đất cũ là trên nhà của ba mẹ. À, rồi. Chào Tráng Sĩ. Đẹp chưa? Mát lắm anh, vô đây không khí nó khác hẳn liền. Nhưng mà tí nữa mình ăn ở đâu đấy? Mình đi nhà sàn đi anh à, cho nó rộng. Không khí vô đây khác hẳn cái này. Cái này là cái phòng là livestream của em. Em mà livestream nó có cái bàn này mà cái bàn em lấy ra nấu ăn rồi. Còn khi anh em mệt thì lên giường ngủ. Nhà đất thì nó mát. Hay quá. Đấy. Em chỉ nào mày hướng dẫn cho anh ít võ livestream nhá. Võ livestream. Cơ bản là mình cũng không biết livestream mấy. Đây này anh này, phim trường cái này, livestream rồi. Ngày ra biết bao nhiêu tấn gọi là mắm mực. Mà em một tháng bán tầm 5 tấn, 5 đến 10 tấn, 5 đến 10 tấn. Một tháng mà bán đến 10 tấn mắm mực, bao tiền một tấn? Một tấn cái tầm nếu cái tiền mình mua thì gốc hay sao anh? À nói chung là 98 triệu. À tính tính tiền bán là 98 triệu một tấn. À thế là 10 tấn là 980. Đúng rồi. Ui giời. Một tháng em bán gần 1 tỷ mà. À bà dọi chấm mắm mực chấm mắm mực có luôn đúng không? Có anh em ơi, rồi bây giờ tới giai đoạn quan trọng là hồi sáng giờ tụi em trẻ cái là do set up cái này buồn mập trọng ơi, anh em nào ngồi kênh để Vũ ơi có một độ không biết hàng thằng Vũ phi em nó xin anh ngang ký anh Hải hay là nặng hơn ký anh Hải, cho nên buồn qua anh em cứ độ. Em nghĩ là anh Hải trên 100 kg. Anh Hải còn 7-8. Cho nên em bây giờ cũng thử thử anh em lên set up. Anh em độ thôi thì bọn anh chỉ ấy thôi thì ngồi lên thôi. Còn đâu rồi anh mắt đi vào đây nè. Anh mắt là chuẩn này, anh mắt là dân thể hình chuyên nghiệp, anh nhìn anh sẽ đoán ký chuẩn nè. Đấy. Anh nghĩ Vũ sẽ là bao nhiêu ký? Vũ cao 1 mét mấy à? Em cỡ 65. Mét 65 hả? Ừ. Rồi, mắt nghĩ là 65. Diễn ra đây. Đoán cái. Anh nghĩ em khoảng em đoán này. 87 kg. Chốt. Ok, một. Anh Hải. Bao nhiêu ký? Hải hả? Hải khoảng sang cái bụng lên anh, xem bụng lên nào. Sang cái bụng lên kia. Hải khoảng 99 kg. Rồi. Nếu mà anh Hải mà trên 100 kg là cái răng em gãy nha. Tại vì căn này chỉ cần đúng 100 kg thôi. Ủa vậy hả? Dạ, yeah. Nhưng mà cũng không sao, không sao, cũng không sao. Maximum. Không tới 100 kg. Dạ. Thử nè. Chẳng phải làm sao căng trọng à? Anh Hải ngồi đây thì mình giữ mình căng đây chứ đây nó. Thôi bây giờ như này. Bây giờ như này ông nào nhá. Như này dễ này. Đoán à? Đoán anh với cả Vũ thằng nào nặng cân hơn? Anh chắc cứu là anh rồi. Chắc chắn anh rồi đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ như này. Ai mà đoán anh nặng cân hơn Vũ? Mày bao cân? Chưa biết. Chưa biết. Em biết. Bây giờ anh Thanh Vũ đi. Anh với Vũ đấu nhau đi. Anh Vũ Thanh nhau đi. Anh chấp Vũ mấy ký? Anh chấp Vũ mấy ký nè. Không, anh không chấp được. Em đoán Vũ này tầm mà. Xem tay nè. Được, chắc Vũ này cái bụng không mày, Vũ này cái bụng không mày. 90 kg. Vũ 90 kg. Anh Hải 89 kg. Vậy anh Hải ít hơn à? Vậy như tiên kêu anh Hải ít ký hơn Vũ. Chị đang đoán là anh Hải ít hơn. Rồi, bây giờ ai đoán thằng Vũ nặng cân hơn thì đứng sang bên này. Rồi. Ai đoán ông Hải nặng cân hơn thì đứng sang bên này. Rồi, rồi, rồi. Hải, Hải, Hải.
nãy nãy nhận. Bây giờ như này nha. Kèo này là uống bao nhiêu lon đây? Bây giờ là sáng kèo nữa. Bắt làm nhân tài, bắt làm nhân tài, bắt làm nhân tài. Rồi. Ê, em kêu anh Hải nặng hơn á. Đúng rồi. Em bác Hải. Bác Vũ hả? Ừ. Rồi, em bác Hải nha. Anh đâu kéo phim phía nào? Bắt bên này. Là bên Vũ Minh nặng hơn. Ok. Bây giờ là 10 lon. 10 lon bia. 10 lon bia, bên nào thua thì tự đổ ra uống. Đúng rồi. Ok chưa? 3 người chịu 10 lon nè. Ba người chịu 10 lon. Ba người chịu 10 lon. Anh bắt phía nào? Anh bắt phía nào? Bắt bên đây. Rồi. Rồi, ok. Mọi người. Chốt chưa? Thanh ơi quay thanh. Thằng kia đứng ở phe nào? Thằng kia đôi nón nghe. Em lấy máy quay. Cái vui quá nó quên quay. Em đang là cao hơn đúng không? Hả? Anh Hải nặng hơn. Trọng cân trọng sao cân? Rồi ok. Ở bên đây đi lên Hải hơn chưa? Thì đó bên đây. Anh đang đoán là Hải nặng hơn đúng không? Rồi. Lại theo phe bên này nặng rồi. Hơn. Rồi. Có nghĩa là bên nào nặng cân hơn bên thắng. Rồi ok. Nhưng mà pha hai người cân chứ. Rồi, vô Vũ lên trước đi. Ok. Vào. Vũ lên trước vô. Vũ trước đi. Không để ngầu sao? Cứ ngầu ngầu bình thường đi. Thưa quý vị, cái cân này cái chưa cân này trọng lượng tối đa là 100 kg, nếu mà trên 100 kg là sẽ không à. 3 2 1 chắc hơn 90 kg trước nha. 90 kg nha. Không được. 90 kg là hơi cao rồi nha. Lùi ra xíu. Hơn 90 rồi, hơn 90 kg rồi. 91 kg rồi. Lùi ra. Nhiều quá 92 kg nha. 92 nào. 92 cân chưa nào? Mình nhìn cái đây nè, mình nhìn cái đây mày biết cân không nè? Rồi chưa? Qua nữa. Một xíu nữa. Một xíu nữa. Một 500 gram thôi. Rồi. Từ từ bình tĩnh. Chưa được, qua nữa. Từ từ. Rồi, 93. Chưa được. Chưa. Thêm xíu nữa, thêm nửa ký nữa. Nó đang nhịp về từ từ. Được chưa? Chưa, nửa ký nữa. Được đâu nè. Chưa. Vậy là được nè. Cảm giác cảm giác thằng Vũ nó ngồi như là cân. Cân nửa ký nữa. Cảm giác kiểu. Rồi, qua 9 nha. Cho 93 rưỡi. 93 rưỡi nè. Này, cầm một cái đồng hồ này. Anh Hải, thầy giúp rút ra, rút cái điện thoại là chi mình nửa ký. Mình chơi phải lịch sự chứ. Chấp luôn. Nào. Cảm giác giống cân lợn thật đấy. Anh không được, anh thò một chân vô. Anh thò một cái chân vô. Nguy hiểm không? Đứt không? Không đứt. Sao đứt được? Thò chân vô rồi. Em thiết kế cái này thì cứng lắm rồi đấy anh Hai ơi. Để anh maximum 100 kg hả? Để 98 kg đi. 95 kg. À 95 kg. Để 95 kg mà nếu nó bằng là anh Hai em. Đâu? Thảo đâu? Rồi xong rồi. Chưa. Hơn nè. Không. Khoan để đưa lại 93 kg. 94 kg được. 94 đi. 93 rưỡi. 94 kg đi. 94 đây. Rồi 94 rưỡi đó. Từ từ đang nhấp. Ủa? Camera tới gần nào? Camera tới gần nào? Có vị nè, hơn Vũ nửa ký nè. Nửa ký rồi, hơn nửa ký rồi. Thôi đẹp. Rồi, cái căn nè, cái căn bèn rồi đó. Căn bèn rồi đấy. Như vậy đó. Mà cái này bèn hơn á. Hả? Để em vô cái nhà 6 lại, trong cái kia nó tụt đầu. Từ từ. Cho chung Vũ nè. Đâu rồi, thả ra rồi, thả. Cho chân đấy. Đâu? Thả. Bỏ chân lên. Bỏ chân lên đây. Rồi. Một ngang. Ngang cho Vũ Vũ luôn không phải không? Rồi em nghĩ là chắc hai đây. Ngang luôn rồi. Anh Hải chứ Vũ chắc què ký luôn á. Rồi xong, què luôn hả? Què luôn. Què luôn. Xuống. Què ký. Em thắc mắc một tí là hai người này đang bằng nhau đúng không? Đâu. Nhưng mà anh Hải mặc quần dài, còn anh Vũ mặc quần ngắn. Thôi được rồi, để từ từ để anh cởi quần ra. Thôi. Không. Không, bây giờ Diễm thắc mắc là quần dài để anh cởi quần ra. Phan anh Hải ơi, anh Hải, để em biết thử cái cân có chính xác không? Anh Hải có đúng anh Hải là 90 hồi nãy cân mấy ký? Đúng, 93 ký hơn. Đúng, đúng rồi, thường thường anh cân mấy ký? Anh khoảng 90 cân thôi. 90 cân, dễ cân mình rồi hả? Cân mới lên nha. Lên nha. Phan từ từ hỏi một người khác đây, chị Quyên ai mà một người đã từng cân rồi để xem cái cân này nó chuẩn không mà. Ai biết cái cân mà chuẩn nhất? Không, cân này cân điêu rồi. Thử đi. 90 ký quay đầu thôi. Nên 93 là thấy cân là vấn đề. Dạ, rồi. Cái cân này 100 năm mà có khi nó lệch đó. Ủa như anh mất là okay, anh mất bao nhiêu ký? Không, anh không thử nha. Hỏi trước đã, hỏi trước bao nhiêu ký? Anh khoảng con chị Tuyên này 63 ký. 63 ký. Rồi. Để chỗ 63. 63 ký nào. Thấy không đẹp? Cân nó cũ rồi, nó mờ rồi, nó mờ nút rồi. 105. Cổ vậy, mất. Em giữ chân đi, mất rồi. Rồi. Ủa sao anh đúng vậy? Y luôn rồi. Sáu ba ký lên ký rồi. Lên ký rồi. Rồi tôi lại là ký rồi. Lên cân rồi. Camera vô nè. Cân ở vị trí nào cái cân này nó cân bằng ở bên cho 70 ký đi. Cho đây 70 ký nào. Cho lên 2 ký nữa nào. Lên 65 chứ. Rồi 65. 65 nè. Em thấy đặt chỗ nào nó cân bằng. Không vậy. Đâu. Nghe chưa? 65 khác nè. Xuống nè. Giờ từ từ. Từ từ thả ra nào. Ờ nó thầm chứ. Từ từ nó qua nè. Nó qua lại. Nó nhìn cái này nè. Dừng lại. Không, lắc cái này nè. Rồi, đứng im.
một hai ba thả đi rồi rồi nó bắn theo đấy, hai thân kênh nó ảo lắm rồi thôi. Nhưng mà thằng Vũ làm sao mà nặng bằng anh được, ngang đấy anh. Cái cân của em là nó sẽ sai số 2kg đi nha, tại vì lâu cho sai số 2kg. Thôi thế là hòa không phải uống à? Không, mỗi phi 5 lon. Mỗi bên 5 lon hòa với nhau. Do nó sai số 2kg. Bây giờ hả? Bây giờ anh em mình về. Bây giờ nhờ anh em mà cứ nấu ăn thôi, mình sẽ đưa các bạn đi chơi về gia đình của team Sơn Sơn Vlog nha. Ồ, đây à. Dạ đây mai nha, em là toàn cái mai thôi. Tết cái là này. Tết là vàng trời luôn. Cái này cũng đẹp nhờ. Cái này là cái mai bạch tuộc. Mai bạch tuộc. Đều có tên hết nè. Cái mai là bạch tuộc. Cái đây là thằng Vũ Mập nó đặt tên á. Tại vì nhánh nó nhiều quá, anh nhìn nè. Nhánh nó lùm lùm, anh em nhìn kỹ vô nè. Đấy. Bạch tuộc. Cái này ông có bán không? Cái này được trước có người mua 150 triệu, M3 nó cũng chưa bán. Vừa rồi có người trả 250 ba chưa bán. Hay cũng có người trả nó rồi hả? 250. Tại vì mai nó vô giá nè. Bữa anh Hải trả 251 triệu là anh Hải móc được. Đây còn cây này. Ô, cây này đẹp nhỉ. Nhưng mà nó là hai cái này à? Nó là hai thân. Thân. Anh đứng chỗ này mới đẹp nè, camera đứng ngay góc này nhìn. Hai thân này nó có ý nghĩa gì không? À cái này là nó khó là khó cái này anh Hải. Cái mai nó to như thế này á, thường thường á thí dụ như cái nhánh to á là nó hút hết chân dinh dưỡng của nhánh nhỏ. Nó sẽ chia không có đều nhau được. Tại vì ngay cả hai anh em sinh đôi nhau, anh em cũng có đứa to đứa nhỏ cũng chưa chắc là đã đều. Đúng rồi. Này, hai thân đều nhau. Đây là em gọi là cây mai phu thê. Phu thê à. Hai như chồng. Hành 1m15 anh. Đây em tủ lại chứ bình thường nó hành nó to như gốc dừa vậy nè. À. Cái đây tầm cỡ độ trên 100 năm. Trên 100 năm. Nhưng mà mai đây đúng là mai vàng năm cánh hồi xưa đây nè. Mai cũ á. Mai mà mai năm cánh hồi xưa nó dễ bị xấu lắm, tại vì nó dễ bị hở cánh chuồng chuồng á, nó thưa ra lắm. Nhưng mà cây mai bông đẹp. Cực kỳ đẹp. Còn đây cũng là cái cây đây là cây con của cây mai 300 triệu. Được trước bán đi rồi 300 triệu. 4 năm. Cây mai đây tương lai nó sẽ một cây đỉnh đó nè. Anh coi chi tàng nó là đẹp hết bắp có rồi ra nè. Anh nhìn vô góc bàn nhánh cái này tương lai là mai đỉnh á, để em dẫn anh đằng sau nữa. Đấy. Tại vì anh thích chơi mai thì đằng sau còn nữa. Thêm ông bà đâu rồi? Ông bà đâu? Bà má đâu toàn? Bà má đi dỗ nhà ba má dỗ nhà cậu. Bà má đấy, nhà em xung quanh là mai hết. Đỉnh nhờ. Mai hết. Đấy. À những cái mai này thì rẻ thôi đúng không? Dạ. Cái mai này là hồi em bỏ Sài Gòn em về quê là em lấy cái hạt em ương ra, em trồng có tầm 100 cây. Rồi xong rồi cái em làm việc em có thời gian chăm nữa, cái này là ba em chăm hết. Anh thấy không, chi tàn tất cả cây nào nó cũng có chi sẵn rồi nè. Tại vì cây mai nhiều người nhìn vô người ta không hiểu. Anh quan trọng anh chơi cây mai là nó phải có được 1, 2, 3, ít nhất là 3 chi. Chứ nếu mà anh có 2 chi lên là nó bị lỗi. Rồi anh lên tầng nữa là anh có 3 chi. Có nhiều người hỏi, ủa sao mai nhà em mà trồng cái giống gì mà nó có nhiều chi đẹp. Không phải là chi đẹp mà đó là người nghệ nhân, đó là người ta biết cách điều để làm sao nó ra được cái tàn. Wow, nó khó là khó cái này khó. Và cái nhánh dưới nó phải to hơn nhánh trên. Chứ bây giờ nó ra 3 chơi đều, nhưng mà cái nhánh dưới nó nhỏ hơn nhánh trên là cũng bị lỗi. Nó có nhiều vấn đề lỗi. Anh thì rất thích chơi mai nhưng mà chỉ sợ là về đấy xong rồi nó lạnh nó. Không, cái mai thì rồi. Nó cũng mạnh lắm anh à. Cái mai nó mạnh, nó mạnh. Quan trọng sâu bệnh thì anh nhờ một người nào đó chăm thôi. Nhà em là nhà ba em, ba má em hồi xưa nuôi được tụi em nhà này. Nhà tranh vẫn đắt sập hết rồi đấy. Ngày xưa là phim trường ở đây đúng không? Dạ. Đó, anh thấy toàn là mai hết. Đấy, toàn là mai hết anh à. Mấy cái này là ghép rồi đây. Ghép cho nó đạt chuẩn luôn. Tại vì những cái bông nào mà bông nó không đạt thì mình phải ghép. Đấy. Em lấy một cái cây này, em được cây này em lấy cây này để về mai mốt em trồng. Ba em sẽ cho anh chị á. Mỗi người cho vài cây. Còn mai mốt là thằng toàn nó quản lý hết. Toàn là sở hữu hết. Toàn là sở hữu hết cái nhà còn này. Anh chị thích cây nào thì lấy cây nấy thôi. Cây này mai ring bằng gấp. Đây là đầu voi đuôi chuột này. Anh thấy ở dưới nó to mà trên nó nhỏ. Đầu voi đuôi chuột. Thế là đẳng cấp à? Mai này mai xanh. Mai xanh nó hiếm. Mai này mai xanh. Anh thấy đẹp. Xung quanh đồng ruộng hồi nãy. Đồng ruộng. Xong rồi đây. Okay. Phim trường đây anh em. Lục lội là các kiểu là toàn thả lưới ra nhiều lắm. Nhiều cá lắm. Là nước lớn này cứ thả lưới ngoài ruộng này là cái đầy luôn. Thế à? Ok, nhà đất đấy. Chưa là anh em nhà đất lâu rồi. Tường cũ rồi. Bây giờ chuyển sang phim trường của Toàn rồi đúng không? Toàn là ở đây luôn à? Dạ. À. Rồi. Ba má. Thôi vậy. Để chào ba má câu nhưng mà ba má này không có ở đây. Ba má em đi ăn dỗ phía nhà ông cậu 8, má em mà. Má em thương sao ông thứ 8. Cây mai kia đẹp quá nhờ. Cây mai nó có nhiều thể loại lắm anh à, mỗi cây mai nó có mỗi cái đẹp riêng, mình không có biết hết được đâu anh à. Đúng rồi. Nhưng mà chơi mai đỉnh mà là mai lâu á thì phải là cái dùng phía trong miền Tây của bà con miền Tây ấy, mới gọi là chơi lâu năm. Anh nhớ hồi hôm là gì
Đấy, anh đốt tiền nấu trứng không? Anh gì? Anh có một cái trong đấy to lắm. Được không? Cái ông gì mà đốt tiền nấu trứng đấy? Là thời đó người ta đã chơi cái cảnh rồi anh à. Bạn Liêu. Ok. Nhà em chỉ văn giả thôi. Thấy quê hả? Đi nhà không có ai ở nhà mà mở cửa cũng có quê là được cái vậy hả? Quê thoải mái đúng không? Mở cửa không có trộm cắp gì đâu. Cửa mở 24/24, xe dựng ở ngoài đường ngày này qua ngày kia cũng im quyên. Cây này nhìn trông hay nhỉ? Mai bạch tuộc mà. Giờ nó cây mai này Tết là nó vàng được luôn anh à. Cây này nhìn này thôi nhưng mà cho lên chậu thì đẹp lắm. Đúng rồi. Người ta nói là mai lên chậu như hoàng hậu lên ngôi anh. Anh phải đưa lên chậu nó mới đạt độ đỉnh của nó. Tại vì đưa lên chậu cây nó dễ chết lắm. Cái này chuẩn bị là qua Tết tháng 2 là em đưa xuống. Cái cây này mà tới Tết lặt lá thì phải bắt dàn giáo lên. Bắt dàn giáo lên 2-3 tầng lên mới lặt được. Tại vì mai nhà em mà nếu lặt là cả tháng. Nhưng mà năm nay là bê xuống kia chơi xong rồi bắt đầu trồng. Năm nay để chơi trên này đã, nó nở bông xong rồi, cái qua tháng 2 bắt đầu mình cắt tàn hết rồi mình thê si cẩu. Cây mai này phải chơi si cẩu lớn nè, hoặc là hai cẩu mấy cẩu được nó tại vì nó to nè. Đấy. Cây này cây, anh thích cái cây như này này. Ba em muốn làm xiên lắm anh à. Cây này mà anh cho vô chậu là đỉnh luôn. Lặt lá mới là đã. Kiên trì á, người nào kiên trì lặt lá mai. Sùm sụm nha anh. Hai em sụm. Rào đến đâu anh. Em sụm. Nhà em dưới đấy cũng đang trồng một hàng rào sùm sụm giống này. Đó. Kiểu quê nè. Đẹp. Nhà bác Hồ cũng có một cái hàng rào sụm. Đó. Em chơi vậy. Chứ không có chơi hàng rào B40, bữa nay người ta ưng vậy á, nhưng mà nhà em là... ai giờ ai chơi B40 đó. Anh em chắc xuống đấy, anh em cũng gần xong rồi nha. Ok. Hôm nay là về với tên của em Sơn Dược Vlog được các anh là làm cho rất là nhiều các món ăn ngon. Cá này gọi là cá gì anh ạ? Rất là vậy. Cá chích thì tí mình ăn lẩu à? Ăn sống luôn. Cũng ăn gỏi luôn. Dạ. Yeah. Ôi, và đây là cá này là cá rô phi. Và không để thiếu được cái món này, thấy các bạn nói là cực kỳ đặc biệt, đó là món ếch. Ếch này là ếch suối. Ếch suối. Đấy. Tưởng như sẽ được chấm chéo. Chấm chéo của anh Hải Sapa TV nha mọi người. Đây thì hôm nay để anh em thử tẩm ướp cái chẩm chéo này, nướng lên cho mọi người thưởng thức xem nó có khác biệt gì so với mọi lần các anh em tẩm ướp nha. Đây bạn ấy sẽ giã thêm ít ớt tươi và ít hành. Nhưng mà nếu mà ai ăn được cay thì mới cho thêm nhá, còn nếu không thì nguyên cái gia vị chẩm chéo này đã đủ cay, đủ tê miệng lắm rồi đấy. Giờ có rất là nhiều trang nhá bán hàng giả mạo bên em, nên các bác có muốn mua được hàng chuẩn xịn thì truy cập vào website sapatv.vn hoặc liên hệ theo hai số hotline nha cả nhà nhá, 0974686389 hoặc 0844999989. Khi đeo cái lớp gang tay này rồi ấy, mà cái ớt nó cay ấy, anh có thấy nó cảm nhận được vào không? Nó vẫn nóng không? Nó nóng vậy chị. Nóng tay ấy. Nó cay mà. Còn em là cũng tuyển chọn một trong những cái loại ớt đấy là siêu cay à. Ớt trung đỏ nhỉ? Ừ. Ớt này là vừa thơm vừa ngon. Mình tí nữa mình có thể là pha thêm làm nước chấm. Cái này úp vừa để chúng nó xíu nữa chấm như chấm chéo. Rồi. Sau khi cái món ếch mà được tẩm ướp với cả chẩm chéo nướng thì nhìn có vẻ hấp dẫn nha. Ếch rừng. Ôi, cái chẩm chéo mà ướp vô có vẻ nó thấm vô cái da này. Diễm ơi. Lên dùng trên bếp mới đỉnh. Thầy ơi, thầy. Mẹ thấy. Wow. Ủa. Em ơi cả nhà nha. Ếch rừng to đấy. Ủa. Đến không? Thịt nó dài lắm. Ngon. Còn cái nướng cho đạt nha con. Đúng rồi. Đừng có khô quá nghe em. Đừng có khô quá, nó phải ướt ướt này mới ngon này. Mời anh em nha. Diễm ơi. Vừa và gia vị cho anh cũng cần tranh giả thêm muối ớt không? Làm thêm chấm muối Làm tranh chấm chéo. Chứa cũng không nhau. Làm chấm chéo chấm cho nó hấp dẫn. Vừa ướt chấm chéo mà. Đỉnh không? Vũ anh Vũ làm chấm chéo được lắm. Em Vũ làm. Chị úp cái này nha mọi người. Ủa ngon lắm em ơi. Vũ ơi giờ xin làm mà chấm chấm chéo cho nó bài bản em Vũ ơi. Thơm quá. Đây. Chấm mắm mắm ớt quá. Vô đi.
nóng nóng à. Con... Ôi, hello mọi người, tôi ăn với coi. Anh vô anh bắt đây. Trời ơi, cái ếch to thế này cũng hiếm lắm nè, chứ bạn. Đây là quý, con quý của em rồi. Con quý nha. Ừ. Ngon nãy. Quá đỉnh luôn. Đỉnh cao không? Cái da ngon rồi. Món này là cái gì? Cái này bỏ da uống rồi. Hả? Anh bỏ da là uống. Ăn hết da chứ. Hết rừng. Hết da. Em ơi. Cái đùi đấy hình như là đây. Rồi cho anh cái. Ok mọi người nè, ít rừng nha mọi người. Sáng nay là mấy em ra ướp rất là lâu. Ướp mấy tiếng mới bắt đầu nướng được em. Dạ. Đúng không? Em ướp từ đầu tháng tới giờ. Đúng rồi. Cứ đi cầm ướp chấm cháo trong vòng 15 phút là nướng được rồi. Đây mình ướp chấm cháo nè. Anh thấy nó ngọt tự nhiên không? Ngon, ngọt tự nhiên. Ít rừng thơm em ơi, thơm ha. Ít đây sai đại rồi đó nha chị à. Sai đại đó. Bình thường nó nhỏ. Đây là sai đại. Đỉnh cao. Anh em coi. Bắt cái con này là trên núi cao của tỉnh ở chỗ em nha. Thầm Dũng ở trên núi từ cao luôn nha. Thầm Dũng ơi. Dũng ơi, nóng nha. Ôi trời. Không, ấy, lại không mày. Xem cái đùi này. Ok, ok. Cái này chân nó dài quá. Con này không bắt cái xuống được. Suối anh hả? Suối không? Suối mà suối cao trên nguồn nha. Ở dưới em là sát biển. Còn đây là bắt trên nguồn đấy. Cách đây có tầm 60 km, 6 đến 70 km. Ủa ủa. Nhưng mà nó không có kiểu to giống như ếch đồng bằng nha. Nó không to như cái tay anh đâu, đùi ếch như anh đâu. Đỉnh cao nè. Ếch này không có tập tạ nha. Anh ơi, ếch này là bắt trên nguồn nha, còn em là sát biển nha, em là thượng nguồn, thượng nguồn. Ở trên nó, tích trên nó. Tầm 70 km trên nó. Nhìn biết là con này là ếch ngon rồi, bởi vì là thịt nó săn chắc, còn quý ếch rừng. Đây mà mình pha chấm cháo nữa nãy, chấm đậm chấm cháo vô. Đỉnh luôn. Nhưng mà anh có đem camel không? Phải uống làm có bia chưa? Bia camel nữa. Anh bia camel vào. Có không? Có đem theo không? Có chứ. Ôi giời ơi. Bia camel anh Duyên ơi. Phải có một chút nữa. Màu chín rồi em. Mới. À, à, thằng bạn em nó chuẩn bị nó cưới cũng được vài chục năm á. Nó kêu không biết mua bia camel ở đâu. Được. Cứ để mấy đứa anh cho ship vào cho. Có camel hết á. Cái già nè, bỏ già thua. Anh thấy cái sườn nó nhỏ chứ. Ngon chị Liên ha. Ngon quá đúng không? Ít nè, ngoài chợ nó có bán. Dạ, không có đâu, không, hàng này hàng hiếm gì, không hiếm gì mà. Hàng là thèm, nó hàng... luôn. Đây là thợ rừng. Hàng liêm mới tiền đấy. Thợ rừng này phải đặt hả? Dạ. Cái này bao tiền ký em? Hàng rừng hả? 500-600 gì á. Mà nó vừa tết gần 1 triệu 1 ký anh. Dạ, mà mua không ra. Nhưng mà anh này sườn đáng. Rồi, đây. Đây vẫn còn nữa. Còn mỹ tiếp theo đây. Ừ. Toàn thôi, từ từ ăn tới đầu nướng đó cho nó khô em à, để còn nhiều mồi lắm Toàn à. Rồi. Mình cứ nướng đi, cứ nướng đi. Cứ nướng hết đi anh ạ. Cảm ơn anh em team Sơn Tử Vlog, em Toàn, em Hiển, em Vũ, rồi tất cả anh em đã chuẩn bị mâm cơm rất là tuyệt vời, toàn món đồ đồng quê để đón nhà vô địch thế giới của chúng ta. Đề nghị anh em cho chàng phát tay. Còn thì chẩm chéo thì với cả mắm mực thì củ dừa thì không có gì thay đổi đâu các bạn ạ, giá rồi thì vẫn như thế thôi, kể em Tú Văn Trang thế. Đấy. Thì trước khi ăn thì vì lát nữa anh em mình nhậu nó say mất. Bây giờ đang có chương trình đưa lên cái lọ mắm mực đi. Mắm mực đi. Ok. Đây, đây là mắm mực đây. Mắm mực thì bán như nào em nhỉ? À mắm mực em là 98.000 một lọ anh ạ. 98.000 một lọ. Mua bao nhiêu lọ mắm mực thì được tặng một lọ chẩm chéo? À mà chắc là tặng không được đâu. Tại vì mà mắm mực của tụi em đây là số lượng nó cũng có hạn. Bây giờ đang không đủ bán. Dạ, tại vì muốn chua muốn nhạt anh à. À, thế à. Bán bao nhiêu không đủ ăn thua được anh à. À, ok, ok. Khi nào mà đủ mà cần tặng chẩm chéo cứ bảo anh nhé. Dạ, dạ, ok. Nếu mà mua cái số này thì mình gọi vào số điện thoại nào nhỉ? Cho Zalo Vũ Mập đi. 0984403261. Zalo anh em muốn mua mắm mực thì alo. Còn muốn mua củ dừa thì gọi vào số nào giúp nhỉ? À và đặc biệt hơn nữa là mua chè của em Tú. Em bán chè cà gai leo Sạn Điên, hạ mỡ máu về thải độc gan là số điện thoại 0911 012239. Cảm ơn anh Hải. Quá uy tín. Toàn Đen làm kênh thì đã bán cái gì chưa? Kênh tên gì? Nhiều kênh cho Toàn Đen đi. Anh em nhớ vào đăng ký subscribe cho kênh Toàn Đen cũng như là kênh của Lực Sĩ Phạm Văn Mách. Ok. Vợ Hải Sao Ba TV. Đấy. Thì thôi hôm nay là mình ra đòn thôi nhỉ? Hai từ. Còn kênh em kênh mới nữa. À. Kênh em bữa trước em mà có kênh triệu sub em bị vô trên sách đen á. Bị rớt một lần rồi. Còn kênh sau 300.000 sub cũng rớt rồi. Bây giờ kênh mới của em được 55.000 người theo dõi rồi. Nhiều anh em tìm lắm. Nhiều anh em tìm lắm mà tìm không ra. Anh em cứ search là A Còng Sơn Dược Vlog 1989 là 1989 sẽ ra. Nhưng mà kênh tên là gì? Sơn Dược Vlog mà viết hoa. Viết hoa. Sơn Dược Vlog viết hoa. Thế thì bây giờ chú đổi cái tên kênh Sơn Dược Vlog cũ á. Đổi sang sinh lực VTV chẳng hạn.
hiểu không? Để vẫn giữ kênh thôi nhưng mà để nó tránh dễ cái tên dễ tìm kiếm. Không sao, dựng TV cũng được. Ờ, sao dựng TV đi. Tới với Vi hả? Dạ. Thôi anh em mình nâng ly đi. Trong những đại tiệc như này thì không thể thiếu được bia Camel. Đấy, cảm ơn hãng bia Camel đã đồng hành cùng anh em mình. Các bạn nào mà có nhu cầu muốn làm đại lý bia Camel cũng như là nhà phân phối thì cứ alo cho chủ tịch. Mình là tổng đại lý phân phối của mình, là tổng của tất cả các loại tổng rồi. Đấy. Thì alo vào số nào nhỉ chủ tịch nhỉ? 0974686389. Đó là cái số hotline đặt hàng của bên em thường xuyên liên tục. Đấy, chẩm chéo thì châu đắc bếp cả nhà nha. Nào anh em mình nâng ly đi nhỉ. Dạ. Ngày hôm nay, ngày hôm nay thì anh Hải hôn cái cho khí thế này lâu quá chưa được nghe tiếng anh Hải hôn. Anh em ơi! 1 2 3 yo 2 3 yo 2 3 ô bao nhiêu hết hết luôn nhá. Ở hôm nay là anh em thông cảm tí là em Tú trọng trách gọi là thay cậu An là driver nên là không là uống được nhá. Ê Diêm ơi, em ở bản nào đấy? Diêm uống được lắm á, Diêm uống được mà. Ủa, cái kèm hồi nãy là bên đây Nam Long, bên kia Nam Long sao ta? À, cái đấy thì chắc cũng phải từ từ. Chưa đâu, bây giờ cứ đếm thôi. Cái đầu khác rồi. Hả? Coi như ai cũng uống. Hòa, anh Hải ơi, hôm nay thì mánh em tới nhà em thì cái ý tưởng em muốn quay ngày hôm nay là em sẽ làm món cá mù cạc quy wasabi to dần. Đúng là đầu tiên là sẽ là cá cơm, là con cá nhỏ xíu nhưng út đây nè. Rồi tới con cá trích là cỡ như hai ngón tay. Rồi tới con cá rô phi. Rô phi là nó như bàn tay. Còn còn sâu đúng là phải con cá hấu nữa, cá hấu nó dài thòng lòn này nè. Thế là bây giờ là mình ăn theo chuyên đề. Ui dồi ôi, cái gạch nè. Cái đấy cứ từ từ anh hả? Cái này từ từ đúng không? Rồi cuối cùng là con cá bù gù, là em đúng là phải mua con cá thiệt to nhưng mà không có nè, hàng tươi nhập hết rồi. Thế rồi bây giờ mình ra đòn với con bé trước. Đây đúng rồi anh Văn Nam. Vũ ơi, anh em phải móc nước chấm thần thánh này nè, để múc cho anh từ từ nha. Ít thôi, vừa đủ thôi. Đó, để anh ăn cái khác nữa. Anh thích qua sao vậy? Em đừng có đãi món chim to dần nha. Ok. Anh kêu từ từ nha. Hôm nay là anh em Sư Tử Vlog là đãi món là cá to giờ anh em ạ. Anh ơi, qua sẽ bị anh em này ăn nha. Toàn mức cho mà chạy. Để anh thử thử nó như thế nào. Ừ. Đây đúng không? Dạ, cho nó có. Thế ra đòn luôn đi. Cho nó ba rem. Qua sẽ bị ăn chung với này luôn đúng không? Dạ. Đấy, thử có rau không? Vũ ơi, rau đây mày. Ok. Mâm bên kia vẫn. Rồi, Toàn ơi cho mấy cái sợi rau bên kia nè Toàn. Rồi mời nha, mời nhà nhá. Mời khán giả kênh Sơn Dược Vlog nha, cũng như là em Toàn Đen nhá. Con cá cơm trỏng. Cơm trỏng. Cá cơm đấy tụi em muối mắm á. Con rau của mình cái cá cơm mang mắt cơm nữa. Làm từ cá này. Mắt thở tới mắt thử nha. Anh có thấy tanh không? Thấy tanh không? Không. Đấy, nghe thật là cho đó Toàn ơi. Mời mấy chị bên kia luôn Toàn. Chị bên này có mà. À có. Rồi. Chị ăn kèm với rau cải. Rau cải với tí tô. Toàn bỏ rau này Toàn ơi. Không có tanh được. Ngon rồi, cứ từ từ dùng ít thôi. Rồi bỏ xuống giữa Toàn. Nên muốn ăn rau thì ăn nha. Rồi tiếp tục cái món cá gì Vũ ơi? Đó. Cá trích. Cá trích. Chấm ở đâu đây? Vẫn lên chấm thần thánh đây anh à. Wasabi đây. Để em sẽ cuốn cho anh Hải một miếng nha. Rồi cảm ơn em Toàn nha. Wasabi nè, em cho vừa đủ thôi nha. Em bể nè, anh muốn ăn đi chấm. Nhiều em, anh ăn nhiều. À vậy hả? Ok. Anh Hải ơi, em bỏ lên thành ngang, anh muốn ăn vô anh chấm cho nó khỏi bị nồng. Đấy, nó phải vô nó mới đúng. Chấm luôn. Anh Hải ơi. Mình nhớ cá gì nha, mình nhớ con đây là con này là cá trích. Cá trích. Cá trích biển nha, ở biển. Rồi anh sẽ đánh giá một, rất là khách quan luôn xem là con nào ngon nhất đúng không? Ok, anh cứ thử. Đấy. Bình định là hôm qua này anh em mình cũng đã thử thức rất nhiều những cái món đặc sản ở trên kênh Phạm Dũng rồi. Ở nhà hàng của em gì nhỉ? Bắc Kim Thang nhỉ? Cá trích cho anh này. Em sự. Rồi mời nha. Em rất lịch sự. Toàn cho anh cá trích cho anh ấy Toàn. Cho miếng cá trích nha. Bỏ này Toàn. Nhưng mà em thấy các anh làm như đầu bếp chuyên nghiệp luôn á. Nhân giả cả nhà lá vườn. Sao được nãy? Anh cứ thử đi. Cái cá trích này mình có chế biến ủ hay là như thế nào không? Vũ ơi, em giới thiệu cách nếu người ta muốn làm thì như thế nào, em chỉ cho anh em. Mình có ngâm muối không? Dạ không, phi lê ra mình ngâm như nước đá. Trong khi mình phi lê là mình ngâm như nước đá xong mình xếp lên cái dĩa mình để trong cái ngăn đông. Bảo ngăn đông. Để bao lâu em?
để khoảng thì khi nào nó đông mình lấy ra mình ăn. Chế biến món tạm gì làm? Đơn giản. Đơn giản. Tụi em làm những món nào mà thực chiến à? Chơi thực chiến nha, không có chơi rùm rà. Nãy giờ mình chú tâm tưởng nó là chế biến đó là. Còn con cá rô phi nè, nó khó nè, nó khó hơn con cá trích. Làm cá rô phi là phải thả lưới. Lù em dầm mưa, năm anh em trên cái thúng nó muốn lật luôn. Trên thúng trời mưa dầm dã lại phải lên kênh của em anh coi em mới thấy cái cách tụi em đi bắt nó. Vũ em đem cái cá gọi cá rô phi qua cho anh em thấy. Cá rô phi. Đấy. Không nhưng mà cá trích là giữa cá trích với cả cá cơm là cá trích đã ngon hơn rồi đấy. Rồi, ok. Kiểu hàng to hơn hình như ngon hơn sao? Ok, cứ từ từ anh thử. Hơn. Rồi, đây là cá rô nè, cá rô phi đây. Vũ em làm như thế nào em chơi giới thiệu cho anh em cá để anh em biết. Cá rô này thì em anh gấp dùng đi. Trước tiên là em phải chạy ra ngoài cửa hàng bán lưới là em phải mua một tay lưới. Cái việc đầu tiên là đi mua lưới xong cũng phải bắt cá đó. Dạ, đúng rồi, sau là em mới xuống hồ. Xuống cái hồ là cái hồ tự nhiên luôn. Không người ta bỏ hoang á, không có cá thả, không có nuôi, không cho ăn. Để xuống đánh. Đánh xong là em gỡ cá xong về em phi lê. Mà xác ra rồi mà tay chanh. Quan trọng nước chấm này nè. Nước chấm anh thử nước chấm. Rồi trộn với xả với tím. Không nhưng mà phải nói là chỗ em Vũ là rất là chi tiết và cẩn thận các bạn ạ. Nên là thôi thay mặt anh em thì cảm ơn em. Nó còn kể luôn cả quy trình này. Đi mua lưới này. Việc đầu tiên là mua lưới, thế mày không mua mồi mày thả cho cá này vào. Em mua lưới em đánh là tự đi dính lưới. Thả lưới nó dính. Cá của em nhiều mà. Que nhiều anh, cá nhiều lắm. Cá rô nha. Tuyệt vời, cảm ơn em nha. Nào anh em đâu? Vô nè, cảm ơn em quá nhiều. Thôi bên này cứ chiến đi, anh em mình do đòn nhá. Rất là vui khi được mấy anh em tới nhà chơi, hào hứng lắm. Vợ em nó cũng không ngủ được luôn. Đấy, con em cho em bà ngoại giữ luôn. Đấy, còn bà con hàng xóm xung quanh này kia kiểu đang dọn dẹp nhà cửa ngày mai đám cúng. Mở nhạc đi leo nhà leo cửa nghe anh Hải Sa Pa tới để quay phim, không dám mở nhạc to luôn. Tắt luôn, chơi uy tín đấy. Nghe bà em kể đó. Bên này bà chủ lên ngồi đi. Ngày hôm qua đúng không? Ok. Wow. Thank you. Lo mất con cá quý rồi đó. Thôi lên đây, lên đây. Giờ em ngại vô hình để phía sau một xíu anh. Giờ em ngại vô hình. Có nghĩa là bà xã của Hiền là rất cẩn thận nhá. Sợ mình kiểu dùng lúc anh đi, Vũ có một câu nói về con gái Bình Định hay lắm. Câu gì em vừa đọc nhỉ, mà chị hỏi mà tại sao mà toàn thấy nam giới ở đây chế biến đồ ăn ấy. Ai vô Bình Định mà coi con gái Bình Định cầm roi quấn chồng. Cầm roi quấn chồng. Giờ em mua hai cây côn để nhà. Em mà có bị đánh lần nào chưa? Thấy vợ em cứ sáng sáng ra trước nhà cứ múa côn là em tự xuống đi giữ thôi. Dạ. Em rửa chén. Có nghĩa là khi mà thấy vợ múa côn là Hiển là tự phi vào toilet làm hai chậu quần áo ngay. Đúng không? Vui quá vui à. Tiếp tục là thêm một cái cho nó trọn vẹn đâu Vũ ơi. Đây. Đây từ từ nha để anh thưởng thức thử nha. Món cá rô phi này. Cá rô phi nước lợ cũng được nhưng mà anh em cá không lợ. Cá không nước lợ cũng làm được nhưng mà làm kỹ hơn. Có tanh hay là có hôi các kiểu dòng anh. Vắt kỹ lắm em, vắt kỹ nặng chanh vô, vắt kỹ. Anh thử mà chưa à? Rồi, đang anh thử một xíu anh thử. Rồi bây giờ cho anh xin miếng rau đi. Đem đây cho. Cái thơm nữa, thơm. Vậy mà vẫn dùng cà rô này. Dâm mà, em thử cà rô phi ngon hơn á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà giữa con cá cơm trắng với lại là con cá chích thì em lại thích con cá cơm hơn rồi đấy. Bây giờ để em thử. Rô phi này. Cà rô phi, cái đó cà rô phi em. Không, Diễm cứ gấp nhiều cỡ đấy, ăn được rồi. À đúng rồi. Diễm kèm một xíu ra thơm vô Diễm ơi. Rồi. Bỏ xíu ra thơm nó nhỏ. Cô tanh không chị Tuyên? Thấy sao? Con cá tanh gì ạ? Con cá chích là mùi nặng mùi hơn mấy con này. Đúng rồi. Nhờ mà tanh hơn đấy. Nhưng mà cá chích này cá rô phi này bình thường mình hay chiên hành chính hơn là đầu tiên em ăn mình sống rồi. Đầu cá rô phi nấu gà lá vàng. Không nhưng mà ngon đấy. Thế còn bây giờ mà con loại... cá bù gù nữa. Bù gù đâu? Rồi. Cá ngừ đại dương. Bù gù hả? À nó con cá ngừ hôm trước anh em mình ăn đấy đúng không? Đúng đúng. Đây nãy. Nhưng mà sai này là sai người ta làm để người ta bán đấy. Người ta nó sai chủng, nó làng lời một. Có tên là bù gù. Anh chấm trực tiếp luôn, anh chơi trực tiếp vô đây. Thôi, múc đây cho anh chị. Nhưng mà ở quê em là gọi là cái dân biển thì gọi là màu nó anh sẽ không thấy màu đỏ tươi, đây là màu thịt con cá nha. Đấy. Đó là người ta xin khọt khí như tờ vô. Thêm nha nè, cái nước chấm này. Cái nước chấm Thần Thánh này làm nên thương hiệu tụi em mà rất là lâu nè. Đầu tiên cái từ nước chấm Thần Thánh nó xuất hiện nè. Bởi anh em nha. Thử để nó cứ ngập vô. Ngọt luôn. Đấy, ngọt lắm, anh cứ thử đi. Anh kêu mỗi anh em một miếng nha. Dạ, ok chị. Wow, ngon. Anh,
anh cứ thử đi. Đây đây đây, thử luôn, thử luôn. Để em cho đây đây, từ từ em lấy anh cái chén này, em lấy anh cái chén. Đỉnh không? Đỉnh quá đỉnh. Nhưng mà thêm tí mù tạt nữa thì đẹp. À đúng rồi. Ừ. Đây anh mắt nè. Đây. Hai cái đây nó có sớ rồi, nãy cái miếng này. Anh chơi ngập vô cho em. Anh cứ chơi ngập vô cho. Đấy. Cho mắt mù tạt đây, cho mắt mù tạt đây. Rồi đây. Đấy. Rồi mời nghe nhá. Vũ dùng đi em Vũ à. Anh như kem luôn nãy. Anh như kem á. Để mình thử thử. Nó mềm nó tan trong miệng. Thử cá có đạt yêu cầu không đó. Cảm giác mình ăn cái miếng cá đây anh Mách ạ. Nó đã hơn là mình đi ăn kiểu sashimi ở nhà hàng Nhật. Ở đây là miếng nó to luôn. Không tại sao? Tại cá này là cá tươi đúng không em? Tươi tươi rồi luôn. À, cá tươi đúng không? À, anh ra đoạn đi. Thử nha. Không, nhưng mà đặc biệt quá có wasabi nhiều thế này nha quý vị. Đấy. Sướng không? Sướng không? Sướng. Này nhìn wasabi bôi lên miếng cá luôn. Cái gì ăn kem ấy nhỉ? Đấy đưa cho thằng Phú Béo miếng đi. Đấy, ngồi nó cứ nuốt nó bọt ngực á. Mời anh em nha. Em làm cái vô mà. Anh chế à. Rồi mình sướng nha mọi người. Nguyên miếng này nha. Ui. Cái nước á, cái nước chấm từ em á. Có wasabi cũng ngon nè. Sướng luôn. Anh với anh ăn cái này rành đấy. Nhưng mà ăn kèm rau này thì cũng được mà đúng không? Được, rau cải. Rau cải là ok chị à. Rồi, chú thịt ra đòn đi. Đấy, cá ngừ đại dương á. Sao lại gọi là cá gú? Cá ngừ. Cá bù gù. Cá bù gù. Cá bò gù hay bù gù nha? Bù gù. Nhưng mà cá bù gù với cá ngừ giống nhau hay khác nhau? Là một. Có hai tên, có hai tên. Cá ngừ vây xanh anh hả? Cá ngừ vây xanh. Nhiều là hai thường gọi là cá gù. À. Dạ, cá bù gù. Gọi là cái địa phương anh, cũng địa phương á. À, chủ tịch thấy thế nào? Tan cái miệng à. Đi theo anh em ở Bình Định. Tan miệng luôn. Cuốn chiếc. Diễm, Diễm làm con miếng đi. Diễm là cả Tú. Cầm nguyên miếng. Tan luôn chị à. Sao quên biết rồi chị. Diễm với cả Tú. Cảm thấy cái thịt của nó dai nhưng mà nó lại không hề dai. Tan miếng. Tan luôn. Đặc biệt là nó không có tanh nha mọi người. Dạ, nó không có tanh nha. Em là ngày nay cũng bị thiếu kịch bản của em á, làm định mua một cá bù gù to anh Hải à. Cái em cắt lát ra, em sốt cà chua. Ừ. Mình chơi khổng lồ mà cá sốt cà chua, sốt cà chua con à. Ê còn con cá kia nó ra Vũ, đưa con cá cái dĩa lên nữa. Đang đứng, đang đứng. Có cháy nha. Ờ đây Diễm ra đò đi. Diễm ra đò đi. Vì tí nấy Diễm cho miếng khế nó mới ngon Diễm ơi. Có khế chua chua thơm vô. Ờ miếng khế nó hay vậy. Em cắn cắn riêng. Anh đầu kéo ăn đúng đúng khách đó. Đầu kéo chuẩn đấy. Nó mới thơm. Đúng. Mà thiếu cái rau ngổ là không có thơm. Ơi, lá ngổ, lá ngổ. Đúng rồi. Ở chuyên môn thế. Đi theo anh em Bình Định bác tài nhiều anh ạ. Dạ. Thằng của Phạm Văn Lại. À bạn bạn đâu đây? Chia đi. Để em đã chia nhà nha. Nhưng mà nước chấm ngon, nó hơi cay. Nước chấm thằng Thánh nó của tụi em đấy. Nước chấm mà bao nhiêu thương hiệu kê 1 triệu sub tụi em là từ nước chấm này. Chấm luôn rồi. Nhưng mà dễ làm lắm, nó chấm theo kiểu dân biển anh nè. Không nhưng mà ngọt ngọt dễ dễ dễ, dễ ăn. Dạ. Nó ngọt, nó thơm nhẹ chứ nó không có cay. À. Anh bỏ qua sẽ bị đúng không? Ngọt béo rồi. Quá ngon. Thử nha mọi người. Đâu anh Mách lại thử tiếp à. Rồi nhưng mà bây giờ là bây giờ hỏi lại một lần nữa rồi mình sẽ ăn những món kia nha. À, trong những cái món này thì anh thích cái nào? Như anh Mách anh thích anh Mách làm cá bù gù chưa? À, anh ăn mấy rồi. Rồi anh đây. Thích cá nào trong mấy là dàn cá này anh thích ăn nhất là cá bù gù đây. Cá bù gù cá bù gù vì nó là một cái món mà thật sự là trong giới thì hình rất là thích rồi. Vì thịt nó là nạc 100% hầu như là nạc và dễ ăn nữa. Nó rất là dễ mau tiêu nha. Cho nên là Mách cũng thường ăn luôn loại cá này đấy. Còn riêng anh ấy thì thực sự phải chia sẻ thật em là các loại cá kia đều rất là ngon nhưng mà cũng thua hết cái loại cá ngừ. Tại vì con cá ngừ nó to vậy mà thực sự người ta chỉ ăn wasabi là ngon nhất. Chính xác. Chứ còn thí dụ anh kho hay là anh làm cái món kia cho nó sảm miếng nước được không? Nó nạt nhiều anh à, nó đạm nhiều, nhiều, nó đạm nhiều. Ăn nó sảm, mình kho ngọt ăn nó sảm. Nhưng mà cái đầu của nó mình nấu ngót ăn bún. Đây. Anh chưa ăn lần nào. Ôi giời ơi. Để mình nói là cái món này là mình ngon, mình rất thích. Thật sự các bạn không phải là nói cho nó vui đâu mà ngon lắm. Cuốn này ngon này. Đặt cái mồm. Hải và Nhã biết sao mà một số người nơi bán là cái lát nó đỏ như lát dưa hấu không? Sao? Người ta sẽ khò khí nitơ vô là nó đỏ như miếng dưa hấu vậy á. Khò khí nitơ là nó đỏ như miếng dưa hấu, nhìn rất là đẹp. Sao người ta lại khò cái đấy? Cho nó đẹp vậy. Nhưng mà như này nó mới chuẩn này. Dạ đúng không? Đó, thực chất nó ngon đấy nha. Ngọt. Quê em là vừa có biển, có đồng, có ruộng, có núi. Đấy, hôm nay là món này. Món quý là trên núi nè, món quý trên núi nè. Món cua dưới biển, món cá dưới đồng, cá rô phi dưới đồng. Cuốn cho cái món cá gì? Cá ngù, ngù. Cá bù gù. Cá ngừ đại dương. Đấy, cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương. Cuốn rất chuyên nghiệp nha mọi người. Chuyện nè. Kêu
Ui. À, à. Bánh tráng chưa mềm, bánh tráng chưa mềm. Ấy với sao mấy anh em còn đang nướng cá phía ngoài nữa. Đang hai anh em còn đang làm. Rất đông anh em trong team nhưng mà anh em vẫn còn đang tiếp tục nướng các bạn ạ. Nhưng mà để hỏi chị mà thích cái cá nào lấy nhất. Em biết chị thích cá gì không? Rô phi à? Cá rô phi. Đấy, nghe nghe rồi. Cá này này được tẩm ướp cả hành, thơm, tiêu. Thơm, cả có tiêu, cá muối mình chính trong này rồi. Dạ đúng rồi. Đấy là chị kiểu như cá mì á, làm như kiểu như cá mì á, cá mì quả cá mì đấy. Cá đó em làm chín rồi chị. Mình bây giờ như này. Em ơi, mình vừa mới chơi các món ở dưới biển rồi đúng không? Đồ rừng đi. Bây giờ mình sẽ chơi món trên rừng đi. Ôi trời ơi. Rồi, anh em ơi, món ít rừng có thể gọi là quý ở quê mình đấy nha các bạn. Đây. Thầy ơi, mời thầy cầm tay luôn đi. Cảm ơn em. Đây. Đây, chủ tịch. Rồi, mời anh em nha. Hồi nãy mình ướp chấm chéo của anh Hải đúng không anh Hải? Ướp chấm chéo này nè. Ướp chấm chéo. Đấy. Ha. Đây nó hàng nguội này. Mình em nếm ngon. Nhỏ hơn đó đồng bằng. Đúng rồi. Chấm với cả chấm chéo. Núi, còn ế đồng bằng là ở dưới ruộng. Ừ. Con ế này trên núi, người ta gọi là con quý, nó trên suối anh à. Là dạ. Ok, cho nên là nó cái độ to nó không bằng ế đồng bằng. Cái đùi nó không có tròn. Nhưng mà cái vị nó ngon hơn ế đồng bằng nhiều. Mà để nó ném nó ngon. Mà thịt nó chất lượng hơn. Vị hết bài luôn. À, mọi người, mình sẽ chấm với chấm chéo của anh Hải. Ừ. Chấm chéo nè. Chấm chéo này được ơi. Đem lên dấu quay. Cái gì? Cái gì? Cái này không phải cái gì à? Cái này là cá bì. Cá bì. Cá bì. Cá bì, con cá bì. Mình bỏ đây luôn nha. Cá bánh tráng rồi. Cá này cua bánh tráng nha. Anh chị nè. Đừng có định luôn. Cá bì đây nuôi cũng bánh tráng. Anh em chế biến mà ăn ngon quá nhỉ. Dạ. Em coi trên video mà hôm nay thấy được. Nhưng mà phải nói là mấy ông này ở nhà hàng được. Này. Dạ. Hay anh em kết hợp mở nhà hàng. Không, anh nói anh thiệt anh là ở quê em là quê cũng hơi khổ anh nè. Người ta nhu cầu người ta để mà đi ăn nhà hàng đồ ít lắm anh nè. Quán nhậu cũng ít lắm. Nói thiệt là vậy. Dạ. Năm nay kinh tế suy thoái nó mà nè. Em mở em dẹp ra mà. Mà quê em là uống bia là lo cho người ta uống ở nhà là nhiều. Mà em này chỉ nấu cho 10 người ăn thôi được. Thế bây giờ như này. Hay là hai đứa làm cái đại lý bia ở Camel ở Bình Định đi. Bình Định á? Ở Quy Nhơn đi, Hoài Nhơn đi. Thì nếu như vậy thì cũng tốt, nhưng mà do là cái hệ thống như thế nào chứ em không rành làm mấy cái hệ thống lớn. Ừ. Nhưng mà chừng để mình nói việc sau, mình làm việc sau. Mà sợ vận chuyển mà có một lần 5-700 thùng mà không biết làm thế nào. Không container chở tới nơi. Container chở, container đi vào đây. Ok, nếu được thì làm. Bảo em đặt là... Tại vì cái bia Camel này cái giá cả ở đây thì cạnh tranh khá là tốt ở quê em đấy. Ở quê em uống bia lắm. 320.000 một thùng, mà loại là lon siêu to khổng lồ nha bạn. Nếu vậy thì cạnh tranh được đấy. Nếu mà lon nhỏ thì bao nhiêu à? Lon nhỏ rẻ hơn ạ. À. Nhưng mà bây giờ bọn em đang chủ yếu nhưng là ngày Tết chỉ có lon to thì nó sang chảnh. Đúng rồi, lon to sang à. Mà cái lon là trước anh em uống mãi nó không hết đâu. Đó đó phải lon đó đó. Nhưng mà mấy hôm nay mà anh đi là uống hết rồi mới còn lon nhỏ. Nếu Camel mà về quê em là bia Quy Nhơn là sợ bác không lại bia Camel luôn á. Không, ở quê em ở quê em uống bia nhanh lắm. Uống bia. Anh em mình lên lên đi. Từ mai nhá, các bác ở Quy Nhơn mà ai mà mua bia Camel ấy thì cứ gặp anh em Sơn Tường Vlog nha. Ok, ok. Tí nữa anh sẽ điều ngỏ container chở luôn. Ok, để mình làm việc. Cho thông báo bạn mình là mình đã hỏi anh Hải là đám cưới bạn là sẽ có bia Camel tài trợ cho bạn. Đám cưới. Ok luôn. Uy tín luôn nha. Mời anh em nha. Rồi. Ok, mời anh em. Ra đón em. Mời Vũ. Nhưng mà con ếch thì ngon quá. Dạ. Làm thêm con nữa. Đem uống bia anh Hải. Nhưng mà hình như là cái mấy con ếch sau Diễm nướng ấy là nó ngon hơn. Bia này uống qua cái bàn tay của Diễm nó là ngon hơn. Thôi đây anh mời em con. Cũng không nhẹ đâu. Nếu mà cũng chẳng được. Quên đi, nó quên thử nào. 100% nó 100% độ. Nó không nhẹ đâu anh à. Ếch này ngon hơn. Nhưng mà nó mình em này bếp rồi Vũ không? Ăn lắm á. Ăn rồi nào. Em nghĩ là em muốn chín rồi đấy. Chưa chín à. Chín đâu. Mà nó dài á. Thấy mấy ngon á. Chín rồi, yên tâm mọi người, rồi. Yên tâm nha. Yên tâm lắm, yên tâm lắm. Vậy mày. Đây là người ta còn ăn sashimi ếch mà em lo gì. Quá ngon. Ngon. Con ếch này nếu mà anh ăn vậy mình gặp con vũ nước chân dài ở quê em nữa anh mới ác nữa. Còn đây con chằn hiêu á. Đúng rồi. Nếu mà trong là mấy con ếch á, cái con mà ếch nhá rồi em kêu là con đó là ngon nhất trong những cái con. Con đó như quê anh cũng có đây. Con chân dài có nghĩa là con nhái vậy. Không phải nhái, con này con chằn hiêu, nó kêu. Nó cháo chuột ấy, có thể gọi cháo chuột ấy. Cháo chuột, xanh nè mà. Không, không phải, con xanh cũng không phải. Nó bé lắm, chân dài nè. Bé tí mà dài ngoãn nè. Không, ở quê em gọi là con chằn hiêu. Nó nhưng mà to có tầm vậy nè. Mà nó dài. Thịt con đấy nó đúng rồi. To rồi, con của cái da nó màu nâu. Thịt con đó đúng rồi. Thịt con đó nó phải ngon hơn này các bạn. Bọn anh ở trên kia hay gọi con đấy là con ếch lá. Đúng rồi đâu. Ngoài là ếch lá. Con đấy là nó ăn đỉnh cao hơn con này luôn. Còn em nấu bún số 8. Nấu bún á, nấu nước rang ăn bún, nấu nước lèo ăn bún.
em nói thực ra là hôm nay ở đây ấy, là quá nhiều món ngon luôn, nhưng mà thôi bây giờ anh em mình tiếp tục phải review tiếp. Đây là món này, cá này là cá bì anh à, cá bì. Cá bì à? Đây anh ơi, mỗi anh em mình làm tí đi. Đây. Rồi, cảm ơn em. Mời thầy đi. Mắm mực à, sẵn em nói đây nè, nhiều anh em cứ nói là mắm mực của anh em mình là sợ là tanh hay gì mà nhiều anh em ăn được, anh em cứ thử dùng đi. Cứ thử dùng thử ra sao. Okay. Ngon là nó ngon, dở là dở, góp ý đi em phát triển lên. Okay. Anh ơi, anh Diễm dùng thử đi. Chấm với mắm mực đi. Thơm. Thơm. Thế sao hôm em bảo ăn bên mắm mực nó phải có cái quả đỗ cô nghe. À quả đậu, đậu que hả? Đậu quả. À đậu rồng, đậu rồng. Cái quả đấy ờ giòn 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 nhưng mà ngon nhỉ, cá nướng nó ngọt. Em ơi lấy cái mấy cái khăn lạnh đi em ơi. Đây này anh em này, đây này cá bì, cá này nấu nó ngọt luôn, cá da luôn anh, ăn cá da luôn anh à. Nhưng mà nó trơn mà không có dễ trơn, nhưng mà cá này gọi là cá gì? Cá bì anh, cá bì nó có nhiều dòng lắm anh, nó nhiều loại lắm, nó bì là bì cam, bì sữa, bì da, tùm lum, nó nhiều loại lắm anh. Ngập vô. Đấy. Người ta còn gọi là cá ông già. Được nha, anh chấm mắm mực với cá này được nha. Có hai cái râu dài, hai râu dài. Cái da hai dài 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 ngon. Anh chấm mắm mực vô thấy nó cảm giác nó thấm vô, thấm vô bên cá. Anh mượn mắm mực luôn đi. Dạ. Anh Phạm Văn Bách hình như chưa ăn mắm mực lần nào đúng không? Anh sẽ thử một lần, anh cứ chấm được tiếng này không làm sao. Thôi, em nhìn ấy, làm rất sợ. Chờ em xíu nha. Mình nhìn con mực nó thổi lỗi luôn, nhưng mà sao ăn lại nghiện vậy? Ăn chân mới, em lấy chân mới. Rồi, em cho một chén nước. Rồi em ghép con mực cho anh, anh thử thật sự, người thiệt thiệt nha, tụi em. Mắm đây là đặc sản định là mắm mực mua nhà đó, anh cứ thử đi. Ok. Anh thử đi. Đây là đầu tiên mắm mực, mắm đặc biệt là mắm mực bên nhà của Nguyễn Phước và chị. Ok, có tiền ba chị. Rồi. Anh ăn thử có mặn không nha, anh coi thử. Rồi. Ok chưa? Đây, thêm anh chút rau lang nữa. Không mặn nha mọi người. Đó, anh phải luôn. Anh làm một chút rau lang, anh làm chút rau lang. Rồi từ từ nha. Một miếng thịt luộc đó nè. Làm cho nó bài bản cho anh luôn. Mắm mực có tiến sĩ không anh? Dạ không được, mắm mực em không bán sĩ được tại vì mắm mực muối nhạt muối chua. Cho anh em xem nè, anh ăn thử anh review cho anh em biết có mặn hay là như thế nào anh. Này rắn thế nhỉ? Ngày kèo từ lấy mấy lần chưa? Không. Hàng ở đây là sản xuất là chất lượng cao nên là không cần bỏ xỉ. Hay có anh giới thiệu để tại vì có nhiều người bán hàng giả, người ta cứ tưởng tụi em bán sản phẩm lỗi nhưng mà thật sự là. Nhưng mà bây giờ tình hình là anh xin ăn cơm, ăn cơm cũng ngon. Ăn cơm anh thèm quá rồi. Đây. Anh em anh Hải anh bê ăn mắm mực với cơm lắm nha. Đây này, camera đây Thanh ơi. Đây anh em ạ. Mình nghĩ là nó rất là mặn luôn, nhưng mà nó không mặn đâu, vừa phải luôn. Túi là mình mua. Thơm đặc biệt là mùi mắm. Loại này mà ăn cơm thì chấm hết luôn. Ý, rau lang vô nữa. Hết nước chấm. Nhậu say say á anh. Mà say say mình mệt á, ăn cơm không nổi, ăn mắm mực. Nó ăn vô nó được cơm lắm anh à. Nó vào mồm á, được cơm. Mình tung đòn cái. Rồi anh em cứ thích gì ăn cái đấy thôi, mình cứ thử. Ok. Tại vì mắm mực là muối nhạt không có thể để sỉ được anh à. Bán không được là lỗ á. Muối nhạt. Muối nhạt là nó thời gian bảo quản rất là ngắn. Ít ngắn, nó không có dài như muối mặn. Cho nên không có ai dám làm được cái đây. Tụi em mới dám làm. Này, rót bia cho Vũ đi. Vũ cho rót bia cho Hiền. Camel còn không nha? Cho em lon camel này. Lon này thấp quá, uống nhanh hết quá. Nói thiệt nếu mà camel em đánh được thì đường định hơi ngon á. Dạ. Ở quê em uống bia ăn lắm. Bắt nha. Dạ. Ở quê em uống bia uống từ sáng tới tối. Đã uống thì uống từ trưa tới là uống trong vòng phải 12 tiếng. Uống bia là uống phải 12 tiếng chứ không anh em bình định máy đi nha. Chứ không phải là uống không biết đâu. Uống là uống dữ lắm. Rất là máu nha. Nhưng mà xin phép anh làm thêm miếng thịt lầu luộc nữa nha. Dạ. Chấm cái mực. Anh cứ kẹp miếng mực vô là anh chấm ngập luôn, thoải mái. Nhiều anh cứ em cứ tưởng tanh, anh thấy có tanh không? Không. Không hề tanh luôn. Ngon. Nói thiệt anh em mình sản phẩm nào ngon mình giới thiệu chứ không phải là mình quay rồi mình giới thiệu đó. Anh em mua một cái là không được. Nó thiệt là phải vậy. Chắc cho mắt cho miếng cá đi. Dạ để em bắt đây. Nếu mà mình chịu khó ra tay cái này. Làm cái đầu đúng không vậy? Đấy. Anh mắt anh tập gym là anh thích ăn cái thể loại này. Thể loại này thôi đúng rồi. Đúng rồi. Anh ăn chuẩn đấy. Anh chấm mấy mực nó thì đúng bài đấy. Đấy. Rau lang vô. Anh phải nhờ anh bà xã về kịp. Đúng anh em đúng không? Đây để em đưa anh một cái miếng này nữa, anh vô nữa. Đấy. Cái gì cái này là gì? Cái đầu con mực đấy. Đầu mực nữa. Dạ. Ok. Anh thử ăn con mực thử đi. Mà vòng quay may mắn anh em chơi với nhau. Vòng quay nhau nhân thắng. Dạ. Có mấy cái có thưởng. Nhẹ nhàng đúng không? Nó thấm vô cái đây là mắm mực ăn những món này cần dân dã thôi, chỉ chấm với rau lang thôi ăn. Dạ. Ok rồi. Chấm luôn. Lắc bắt mồi đúng không? Bắt mồi đó. Gọi là vào miệng nó lắm anh à. Tăng cân là lúc mà mình đi ra Bắc ấy mà cái tỉnh nào gây tăng cân nhất chắc là tỉnh mình đỉnh. Ngon. Anh em nào mà muốn mua mấy mực á, mà tính chỗ á,
Anh cho anh em ghim giùm em cái số Zalo của anh Vũ. Anh em gọi, nhiều khi gọi bạn công việc, anh em live stream á. Mình có gọi nó bắt máy, cứ nhắn Zalo cho nó, Zalo nó mở, cứ nhắn. Zalo bao nhiêu? 0984403261. 0984403261. Zalo luôn. Được. Nhưng mà cái này cá này cá gì đây? À, cá này ngon lắm. Cá này chấm bánh này thì đúng mày nữa rồi. Đâu? À, lấy cho anh mắc ít nè. Mắm đục có không Vũ? Mắm đục có không? Mắm đục cũng ngon lắm. Cho anh em chấm mắm đục đi. Mắm đục cũng ngon. Mắm mực luôn hả? Mắm đục ngon hơn. Mắm đây nó cũng là đây, nó là đây. Nó là đỉnh cao của loại mắm để chấm. Mắm đem qua cho chị Tiên này. Đã lắm. Mắm đây gọi là hàng VIP luôn nè. Đây chấm cái gì? Thì luộc rau lan luôn. Mắm này cũng tụi em làm. Mắm mực là anh quen rồi nhưng mà anh thử cái mắm đục của tụi em đi. Mắm đục à? Mắm đục. Đấy, anh chấm gì? Anh chấm anh review thật sự cho tụi em thấy nè. Đấy. Ăn cơm đi, anh thấy cái cảnh nè. Cái cảnh. Đấy. Anh thấy cái cảnh đi. Rồi, vô miếng cơm. Ngon nãy. Anh cảm giác nó sao? Nó ăn được không anh? Có khó ăn không? Ngon, rất ăn. Anh chấm rồi. Nhưng mà anh đang quen dần cái vị mắm mực rồi. À, quen hơn rồi. Anh Trang bún tơ gà ngon. Nè, anh thích mắm mực hơn. Cái mè bún là ngon. Mắm nem. Nhưng mà mắm em là mắm nguyên chất. Nó thơm, chị khui ra chị thấy thơm lắm. Nhưng mà nhìn cái màu đen này tưởng là dễ, tưởng khó ăn nhưng mà đúng rồi, ăn rất ngon. Ăn nó còn dễ ăn hơn cái mắm nó vàng vàng. Ờ, dễ ăn mắm vàng hả? Cái màu đen là cái túi của mực anh. Là nó tạo cái độ ngọt của cái nước mắm mình. Đúng rồi. Nó mới giữ cái bụng mình, nó cứng cái bụng mình, nó chặt cái bụng mình. Nghiên cứu dữ nha. Ở trong Nam cũng rất là nhiều anh ạ. Ở ngoài Bắc có thể là anh chị chưa quen á. Nhưng mắm này trong mình là rất là chạy. Cái này đỡ, cái đó nó thơm hơn chị à. Diễm ăn mắm đục anh thấy đỉnh cao, mắm đục anh khác mắm nêm nha. Em thấy à, cực khác mắm nêm á. Mà bây giờ thêm một tí bún tí. Ôi trời ơi, Diễm là biết ăn đấy đấy. Mấy tô luôn á. Đúng rồi, chị dầm với cà pháo á. Ngâm với cà pháo luôn. Cái kia thì nó hơi gắt tí. Còn này nó nhị hơn. Không có cái lửa trâu ăn ngon nãy chiên ngon. Con ghẹ nè. Ơi dùng ghẹ đi, tôi dùng ghẹ đi anh em à. Ghẹ này là chấm cái gì đấy? Ghẹ thì chấm chéo cũng được anh à. Hay là mới ớt thôi. Em khui cho Triều Tiên cái con ghẹ đá này. À ghẹ đá. Con đấy là không ốp đâu. Con ghẹ đặc biệt nhất là ghẹ đá. Con này nó không có ốp. Thịt đầy luôn á. Chắc thịt luôn hả vậy? Anh Hải dùng cái gạch đi anh Hải ơi. Anh bỏ cái càng ra. Đó anh bỏ đây ra. Mà có gì đập cái càng này. Cái càng hả? Cái càng phải có cái kẹp. Hay à. Không cái chày cũng được. Lấy cái chày đi Thanh ơi. Có chắc định rồi. Ủa thơm á. Mùa này biển động anh à, kiếm mấy con này nó khó lắm. Vâng. Bà con đi biển đi dã kiếm mấy con cá cũng được khó lắm. Dạ. Mùa này là khó đúng không? Ra biển là sóng nó đập. Anh thấy gạch nó không vàng đâu nhưng mà nó rất là ngọt không? Ngọt. Ngon á. Anh Hải coi con đá. Ôi. Rồi. Chấm chấm chéo được anh. Đó đi. Chiên đó. Ừ. Chấm chấm chéo được. Chấm chấm chéo được luôn anh à. Em lượm cái này ra. Cái ghẹ mà chưa bao giờ anh thấy càng to vậy đó. Có thể chấm chấm chéo rồi muối ớt. Tùy chấm riêng được. Ơi toàn con nào? Lấy anh mắt, lấy anh mắt. Tôi lấy anh mắt con nào. Cho con đi, cho anh con đi. Được con nào đẹp, vũ nó rành mà con ghẹ nào. Ghẹ nào có con ghẹ nào 45kg không? Con ghẹ nào đẹp chắc nè. Đây mở ra. Rồi. Anh đã biết tại sao cột dây su không? Người ta luộc phải cột cái dây su vô. Nhưng mà trong nó tung. Thì nó ngon chưa? Dạ, mà nó chắc anh. Cực chắc. 6 mét. Tụi em hàng. Thì ngon hơn. Dạ, đúng rồi. Bữa nay hên là bà là anh tới là trúng biển có cá nè, có cá có cua chứ không là không có, tại vì em mới dặn vợ em trước rồi mà vợ cũng không dám hứa trước. Tại vì biển mà đâu biết có hay không có. Và con cá bù gù là hẹn là có con cá 21kg rồi, mà còn đúng một con thôi. Gia ông Vũ ra nó mua con cá đó. Nhưng mà lần trước mình đến nhiều lắm mà bây giờ không hết rồi à. Tại vì anh bữa là anh tới ngày 15. Biển động anh. Bữa nay là 20 mấy rồi là biển người ta đi rồi. Đi rồi. Là cá tươi ngon là người ta xuất liền, người ta ái liền chứ người ta đâu có để ở nhà được. Nếu mà anh vô tầm khoảng là mùng 10 âm. Mùng 10 âm đổ về 16 âm lịch. Là anh vô đấy anh mua vô đây là anh mua cỡ đậm có. Ông Vũ ra mua rồi. Mà ra cá nhìn không đẹp, không mua. Tại vì đã chơi thì phải chơi hàng cái lượng. Chứ còn hàng không ngon là không chơi. Gỡ lên cho em xem có không được nên em đi về. Mấy cái con cá người ta phi lê sẵn á. Là Vũ rất cẩn thận luôn. Anh Minh ơi, coi như năng tập luyện của anh Minh thôi. Để chờ em lấy cái gì để em đặt. Đây. Làm gì? Anh có thể lấy cái chỗ anh. Cái nó bể ra không? Còn đây cầm cái chỗ. Kẹp vô đây. Bể mà bể chỗ anh. Có kìa. Lấy cái chạy đẹp à. Càng lung lên nha, lung lên nha. Càng đây mà nó xuống nước nó kẹp ngón tay anh cái nó không thả là gãy ngón tay ra nha. Cỡ đây nó kẹp là gãy ngón tay ra nè. Chỉ cần chay thôi em không cần thớt đâu. Vậy chứ bén rồi. Anh kê này cũng được. Anh kê vô đây. Chỗ nào
nhiều máu. Đưa anh cái chày đi em. Cua nè. Cua ấy đập cho anh mắt đi. Muối chấm cũng được, cái gì cũng được. Rồi khỏi đi em. Kê lên trái cây đó anh à. Đó. Mang quá. Cứng quá. Rồi cho mừng chày luôn hết. Ok. Đây, anh dùng đi. Của em nè, của em nè ha. Đấy. Tìm phụ nữ, tìm phụ nữ. Kia phụ nữ có rồi. Cái này nhiều rồi. Ok, cảm ơn em nha. Anh khui nha, từ từ này. Đấy, chắc luôn rồi. Trải nghiệm cua đá. Ghê đá. Ủa, anh thấy không? Cho anh em xem nó không có chút tì vết luôn anh à. Nè. Quá ngon luôn. Đây, mời anh em nhé. Anh muốn chấm gì anh chấm tùy anh. Đầy đủ. Đấy, múc ghê đẳng cấp đấy. Ủa, nè, thì nó chắc máu đầy. Ok. Đấy, à, đẳng cấp. Chưa bao giờ ăn con ghẹ nào ngon như con ghẹ ở đây. Đá, cua sướng, cua đồng anh, cua đồng nữa nè, cua đồng á, anh đang lên cờ lắm. Ơ, cái mắm cua mình đâu nha, ơi lại có thêm mắm cua nữa, ít thôi cho đem nhắm thử vị để đem làm nhiều món. Cua đây hôm mấy bà chị đi bắt ở ngoài ruộng á, ra ruộng bắt lội bùn đi bắt con cua. Cua đồng thì thơm rồi, cua đồng, cua đồng em nấu theo kiểu truyền thống để ca nãy, nếu có bung từ nó ngon luôn, thịt thịt nó ngon liệm luôn. Em ơi lấy cho anh mấy cái chén sạch ở trong ấy, còn cái chén sạch không Thanh ơi? Lấy mấy cái chén sạch để anh em ăn cái bún riêu nào. Ở đây đây đây. Mà cho anh thôi không cần bát đâu. Không anh đây. Phải thử, anh thử cho nó sạch chén cho nó. Không, mày lấy cho anh tí cái canh kia này. Rồi rồi. Một chai 65 ngàn. Có chai sau kìa. Cho cho xem cái chai. 65 ngàn. Đây thằng này. Đây. Ngon lắm. Diễm ơi. Đỉnh cao không? Đúng rồi. Vừa đủ thôi anh hãy ăn, nếu ngon ăn thêm em mà lỡ đâu anh ăn không được. Ớt, tỏi, đường. Nào, thử nha. Đó. Nếu nhạt thì anh có thể thêm mắm tôm hoặc là mắm đây cũng được. Đây là mình ăn được chứ mọi lần mình ăn mà mắm nêm kia nó hơi mặn đúng không? Cái này là bùn canh dưa cua mà. Dạ đúng rồi. Anh có thấy mặn không? Tại vì em nấu theo kiểu xưa xưa hơi bị đậm một chút để mình ăn với bún. Ngon. Anh cho anh ăn đậm mà. Bún cua đồng. Đây anh làm cua đồng. Cua đồng. Ok, mình nấu ăn bún tươi ở đây kiểu của nhà sản xuất được ấy, nên là cái gạch của nó nhiều, nó ngọt, béo. Nó béo. Đã. Thì anh em mình đi ra ngoài hàng quán á, nó chỉ gọi là chạy qua hàng gạch thôi, mà ở đây còn thơm. Anh thấy còn thơm mùi bùn không? Đây là mùi bùn á. Đúng rồi, phải vậy anh. Bùn ruộng á, đất ruộng á. Ngon. Anh vô clip em của em á, cái em anh sẽ thấy là mấy bà chị đi bắt cua em tới mua luôn. Dễ thương lắm. Nhưng mà bây giờ tình hình là anh em rót hết đi. Có khi là bây giờ là anh em mình làm phát đội đoàn kết đi nhỉ. Đại đoàn kết đi. Cơ bản là các món rất là ngon rồi. Mà anh em mình từ nãy giờ review cũng từ đầu đến cuối là từ món biển đến món lên rừng rồi. Đấy. Lên được xuống biển á. Còn anh em ekip đằng sau nữa nên là bây giờ thì cũng muốn mời anh em tất cả vào đây để thưởng thức cho nó nóng. Phạm Dũng nó cũng đói bụng lắm rồi kìa. Nó sắp đấm. nó sắp đấm rồi đấy. Phạm Dũng làm caramel nha anh em nhá. Thì sau đây thì mình cũng mời tất cả anh em một ly, xong rồi nếu mà các bạn nào có nhu cầu muốn tập thể hình online nhá, muốn coaching 1-1 thì cứ liên hệ với anh Mách. Vì anh Mách là đang hành trình đi xuyên Việt nên là sẽ nhận dạy online thôi. Số điện thoại bao nhiêu anh nhỉ? Số điện thoại là 0908358350. Còn muốn mua mắm mực? Dạ mắm mực thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo Vũ Mập. Zalo của thằng Vũ số 0984403261. Mọi người còn muốn mua châu qua bếp thì điện cho chủ tịch Sapa TV 0974686389 nha cả nhà. Mua của Hũ Dừa. Dạ 0981128578. Còn mua chị à? Số của em là 0911012239. Còn anh em muốn mua bia, uống bia Camel thì hãy alo cho Hải nha. Ok. Số điện thoại là 0974686389. Còn sau đây thì anh em mình quá tuyệt vời, vỗ tay cái đi anh em ơi. Vỗ tay cái đi. Quá tuyệt vời. Sau đây thì anh em mình cũng xin phép kết thúc video ở đây, bởi vì cái hành trình ra Bắc của anh em mình ấy là còn rất là dài, và hôm nay là tiện ghé qua đây thì phải vào thăm các anh em một chút xem là anh em giờ này làm ăn thế nào. Yeah. Nhưng mà được biết là mỗi một tháng xuất đi khoảng 5-10 tấn. 5-10 tấn mực, gọi là như là mắm mực là rất là uy tín, đấy là mắm mực thôi. Nó còn cái mắm khác nữa. Chính tỏ nó phải đem lại rất nhiều những cái công ăn việc làm cho bà con. Đúng rồi. Nói chung là một cái điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả anh em. Sau đây mình cũng xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Chào anh em nha. Bye bye.